Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về một số cái mã đồ siêu tầm, đồ gạt tàn. Thì em sẽ lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Mã đầu tiên em lên, bật cái quả tí. Mã đầu tiên em lên các bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái con... các bác lên cho em đó là con ngựa nhé. Đấy, con ngựa thì bên shop có hai mẫu. Một mẫu thì con ngựa này thì bên shop sẽ lên mẫu là con ngựa tròn nhé. Con ngựa tròn. Đấy, con ngựa này sẽ là con ngựa tròn này. Đấy, con ngựa tròn. Còn con này thì nó sẽ là con ngựa dài nhé. Con ngựa dài. Đấy, thì để các bác biết được. Đấy, thì nó sẽ hai con và nó sẽ giá nó khác nhau. Con ngựa. Đây, con này con là ngựa to này. Thôi, em sẽ lên là ngựa to, ngựa bé cho các bác xem cho nó dễ hình dung. Đấy. Con ngựa to nhá, các bác lên cho em là ngựa to. Con ngựa to này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. 260.000 và bao ship cho con ngựa to như này. Hàng chất liệu của nó đều là bằng hợp kim nhá, hợp kim mạ đồng, bảo hành màu cho các bác trong vòng 5 đến 10 năm luôn. Thoải mái các bác sử dụng không lo bị bong chốc, bị gọi là mất màu hoặc là thế này thế nọ. Lên cho em là ngựa to. Con này thì giá sẽ là 260.000 cho con ngựa to như này. Đó, lấy tranh kia thước mình ơi. Lên mã giúp cho em là ngựa to nhá. Đấy, lên cho em là ngựa to này. Ngựa to giá sẽ là 260k đó. Ngoài ra thì bên shop có con ngựa bé đây, các bác lên cho em là ngựa bé nhé. Ngựa bé con này thì giá chỉ có 150.000 thôi. Đấy, con này lên mã giúp cho em là ngựa bé này đó, các bác lên cho em là ngựa bé nhé. Ngựa bé giá của nó sẽ là 150k, 150.000 cho con ngựa bé như này. Đấy, đây nó sẽ là một con ngựa bé ngồi trên một cái gạt tàn hình tròn như này. Cái này nó tượng trưng cho quả địa cầu luôn, và đây thì nó sẽ có hình 8 con ngựa đây, mã đáo thành công nhá, 8 con ngựa như này. Đấy, thì con này các bác lên cho em là ngựa bé nhá. Đấy, ngựa bé giá sẽ là 150.000 đó. Lên cho em là ngựa bé này, giá sẽ là 150k nhá. 150.000 cho con ngựa bé thôi. Còn con ngựa to thì sẽ là 260. Đây em sẽ đo kích thước sơ qua cho bác xem. Con ngựa to này thì tính từ phần đầu đến phần đuôi, tức là phủ bì dài nhất của nó sẽ là 27 cm nhá, rất là to luôn. 27 cm thì đầu đuôi là 27 cm. Và phần cao của nó sẽ là tầm khoảng 23 cm. Đấy, 23 cm. Thì con này thì có lên cho em là ngựa to. Đấy, giá sẽ là 260.000 cho con ngựa to như này. Đấy, còn con này nó sẽ là con ngựa bé. Con ngựa bé này thì giá của nó sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con ngựa bé như này. Con này thì chiều cao của nó vào khoảng là 16 cm, và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 12 cm. Đấy, cũng đều là dùng để gạt tàn hết nhá. Các bác có thể dùng để gạt tàn, dùng để trưng bày đều được. Lên mã treo là ngựa to, ngựa bé này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con gà nhé. Các bác lên cho em là con gà này. Đấy, con gà này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một em gà như này. Nó cũng đậu trên một cái quả địa cầu như này. Đấy, bên dưới thì nó sẽ có hình hoa văn. Đấy, hình đàn gà này. Đấy, gà to, gà nhỏ, gà trống, gà mái, gà con này. Đấy, rất là nhiều luôn nhá. Đó, các cái mẫu con gà khác nhau. Đấy, và có vườn tược rất là đẹp này. Đấy, trên này thì lại tiếp tục là hình con gà, rồi hoa đào, hoa cúc này. Đó, chim bay này. Đấy, đây một con gà to nữa này. Và trên này một con gà to nữa. Bác nào tuổi gà thì bứng cho em con gà này về nhá. Đấy, các bác lên cho em là con gà. Giá thì sẽ là lên cho em là con gà, giá sẽ là 150.000 nhá. Đấy, lên cho em là gạt tàn gà này. Gạt tàn gà, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con gà này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con rồng nhá, con rồng. Đây. Con rồng thì con này các bác lên cho em là rồng quấn nhá. Đấy, rồng quấn, nó sẽ là một con rồng quấn canh quả địa cầu như này. Có đầu có đuôi, rất là đẹp luôn. Đấy, cái phần đầu này của nó thì nó sẽ to bằng đây, ngón tay cái của em này. Đấy. Nó sẽ to hơn một chút các bác nhá, to hơn một chút. Và cái phần trên này là một con rồng rất là đẹp này. Đấy, rồng phun lửa rất là đẹp luôn. Đây. Đấy. Hoa văn hoa lá cành rất là đẹp nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em là rồng quấn nhá. Rồng quấn giá sẽ là 150.000. Đó, rồng quấn này, giá sẽ là 150k. Lên mã giúp cho em là rồng quấn nhá. Đó. Rồng quấn giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con rồng quấn như này. 150.000 luôn nhá. Đấy. Nó sẽ là 150.000 cho một mã rồng quấn như này. Con này thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì 100% là bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, các cái phần chi tiết được làm rất là sắc nét, đẹp, chi tiết và sáng bóng bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là rồng quấn, con này sẽ là rồng quấn, con này sẽ là 150.000. Chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là 16 cm và chiều rộng của nó thì nó cũng vào khoảng là 12 13 cm, rất là rộng luôn. Đó. Lên mã cho em là rồng quấn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái con thiên nga này. Các bác lên mã giúp cho em là con thiên nga.
Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. 190.000 cho một em Thiên Nga như này nhá. Lên mã giúp cho em là Thiên Nga. Giá sẽ là 190k. Đấy, sản phẩm thì tất cả đều là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là Thiên Nga này. Thiên Nga, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190.000 cho mã Thiên Nga như này. Đấy, các bác lên đúng tên, đúng mã, đúng số tiền cho em. Đấy, ngoài ra thì bên shop có cái con rồng này gọi là rồng đầu rùa nhá, rồng đầu rùa. Con kia thì nó sẽ là rồng cuốn. Còn con này thì nó sẽ là rùa đầu rồng đi, rùa đầu rồng. Đó, nó sẽ là một con rùa và đầu của nó là đầu con rồng như này. Rất là đẹp luôn. Đó, rùa hóa rồng, rồng hóa rùa, đấy các bác nhá. Đấy, lên cho em là rùa đầu rồng nhá, mình con rùa rất là đẹp luôn. Đấy, các bác cứ lên cho em là con rùa cũng được cho nó khỏi nhầm với con rồng kia. Đấy, các bác lên cho em là con rùa. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000, 230.000 cho con rùa như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là con rùa này. Đó. Lên cho em là con rùa nhá. Đấy. Con rùa này, giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một em rùa như này. Đó. Đơn hàng thì trên 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Con này tổng chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 17-18 cm, 17-18 cm. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá. Đấy, để các bác ướm được cái kích thước cơ bản của nó. Không đến nơi về các bác lại nhận hàng các bác bảo sao bé thế hoặc là sao to thế, nó mất công nhá. Đấy, con rùa này 230.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là con cóc này. Đấy, con cóc cũng rất là đẹp luôn. Một con cóc ngậm tiền như này. Đấy, và cái thân này của nó thì dưới nó sẽ có một hạt ngọc này. Đấy, một hạt ngọc ở dưới cằm như này và ngồi trên chốc đống tiền này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác lên mã giúp cho em là con cóc nhá. Đấy, con cóc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cũng là 230.000 luôn. Đấy, đằng sau có đính nơ rất là đẹp này. Lên mã giúp cho em là con cóc nhá. Con cóc giá của nó sẽ là 230.000. Con này thì chiều cao của nó cũng vào khoảng là 11-12 cm và chiều dài tổng thể của nó thì nó cũng vào khoảng là 15-16 cm nhá, 15-16 cm. Đó, em đo áng chừng thôi, cơ bản là như vậy. Đấy, chất liệu đều 100% là hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, tất cả đều có chức năng là vừa để sưu tầm vừa là dùng để gạt tàn nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là con tỳ hưu nhá. Các bác lên mã giúp cho em là con tỳ hưu này. Con tỳ hưu này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 cho một mã tỳ hưu như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là đặc biệt luôn. Các bác chơi thì không những là dùng để gạt tàn mà dùng để yếu tố phong thủy nhá. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ là một cái dòng mà chỉ có ăn vào thôi. Đấy, mà không có đi ra, cho nên là các bác yên tâm. Đó, các bác chơi con này thì vượng ích vượng khí luôn. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Và tài lộc là đến nhà dồi dào luôn. Đây, các bác sử dụng con này rất là tuyệt vời. Đấy, mình sẽ mua về mình trưng ở trong nhà, rất là đẹp. Đấy, nó mang lại tài lộc cho gia chủ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Các bác lên mã giúp cho em là tỳ hưu nhá, tỳ hưu. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim hết nhá, hợp kim mạ đồng. Bảo hành cho các bác từ 5 đến 10 năm luôn. Siêu dày dẫn và chắc chắn nhá, rất là đẹp luôn. Đó, hoa văn cực kỳ đẹp này, chân tay các thứ này. Các bác thấy không? Hàng cực kỳ sắc nét và tinh xảo nhá. Sắc nét tinh xảo luôn. Con này thì chiều dài của nó là vào khoảng là 22 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 15-16 cm. Con này thì khá là to luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là tỳ hưu, giá sẽ là 260.000. Đấy, lên mã giúp cho em là tỳ hưu này. Tỳ hưu giá sẽ là 260k cho một em tỳ hưu này nhá. 260.000 cho em tỳ hưu. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con lợn các bác này. Đấy, một chú lợn rất là đẹp luôn, xinh xắn này. Con này thì rất đẹp và chắc chắn luôn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 13 và chiều cao của nó thì vào khoảng là 10. Đấy, 13 10, một chú lợn rất là đẹp luôn nhá. Một chú lợn rất là đẹp luôn. Đấy, chất liệu của nó là các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi. Hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em đó là con lợn nhá. Con lợn giá sẽ là 230.000 cho một chú lợn như này. 230.000 cho một chú lợn như này nhá. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp, rất tuyệt vời, rất là tinh xảo luôn các bác nhá. Lên mã giúp cho em là lợn nhá. Đấy. Gà tàn lợn giá sẽ là 230.000. Đó. Lên cho em là con lợn này. Đấy, con lợn giá sẽ là 230k nhá. 230k cho một chú lợn như này nhá. Đấy, 230.000 cho một chú lợn như này. Đó, rất là ngon lành cành đào luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một con voi nhá. Một con voi cũng rất là đẹp luôn này. Đấy, trên đầu thì có đính một viên ngọc màu xanh này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng nhá. Bên dưới chân của nó thì có lót để chống trơn trượt, chống tạo tiếng động nhá. Đấy. Và con này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài. Chiều dài của nó sẽ là khoảng tầm là 17 nhá. Chiều dài 17 và chiều cao thì sẽ là 11-12 nhá. Chiều dài 17, chiều cao 11-12. Con này các bác dùng thì chấm hết đầy con rết luôn. Cực kỳ là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, rất là đẹp này. Đấy, cái vòi của nó cuốn xuống này hai cái ngà này.
Đấy, hoa văn hoa lá cành chi tiết cực kỳ sắc nét luôn. Một con to và cõng trên lưng là hai con này. Đấy, hai con đây. Đấy, hai con nhá, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang như cái tai của nó này, trông cái tai của nó rất là thích luôn. Đấy, tai như tai voi ấy. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Nó rất là thích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là voi gà tàn nhá. Đấy, voi gà tàn. Giá sẽ là 230.000. Đấy, lên cho em là con voi này, con voi. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một chú voi này. Tiếp theo trong ngày hôm nay thì bên shop về cho bác một cái con chó này. Đấy, chó là một loài vật cực kỳ là trung thành luôn nhá. Đấy, các bác biết rồi, chó là một trong những cái loài vật cực kỳ là trung thành, mà trung thành hiếm thấy luôn. Đấy, có câu chuyện kể rằng là có một nhà sư nuôi một con chó nhá. Đấy, sau khi mà có một người bạn rủ ông ấy đến rủ ông ấy đến thăm nhà thì thăm khi thăm nhà này thì phải đi qua sông, mà đi qua sông thì con chó này nó lại không biết bơi. Thế là ông chủ ông ấy khoanh một cái vòng tròn. Đấy, bảo con chó là nằm yên ở đấy. Thế là ông chủ này ông ấy bơi qua sông, ông ấy sang nhà bạn ông nhậu. Nhậu say quá ông ấy không về. Thế là đêm hôm đấy thì trời mưa gió bão bùng, con chó thì nó vẫn cứ nằm yên trong vòng vậy, nó không chạy về, nó cũng không đi trú, không sao cả, không chạy đi đâu cả. Thế là ông chủ sáng hôm sau mới giật mình tỉnh dậy thì mới về, thì về nhà thì sang qua bờ sông thì con chó nó đã chết ở trong cái vòng tròn rồi các bác nhá. Đấy, tức là ý muốn nói là con chó là một trong những cái loài vật cực kỳ là trung thành luôn. Đó, rất là trung thành luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 cho một chú chó đẹp như này. Bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Lên cho em là chó gà tàn nhá. Con này thì kích thước của nó sẽ là chiều dài của nó sẽ là 14 này, và chiều cao của nó sẽ là 15 nhá. Đấy, chiều rộng là 14, chiều cao là 15. Đó. Giá thì sẽ là 230.000. Lên mã giúp cho em đó là chó gà tàn nhá. Đấy. Lên cho em là chú chó này. Đấy, chú chó. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000 cho một chú chó như này nhá. Tiếp theo thì đến một con vật cũng rất là được yêu quý, đó là con trâu nhá. Các bác lên mã giúp cho em là con trâu này. Ở vùng nông thôn thì các bác biết rồi. Đó. Đấy, con trâu là đầu cơ nghiệp luôn. Đấy, tậu tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay các bác nhá. Đó thì em lên cho bác cái siêu phẩm trâu đây, bụng cực kỳ là to luôn. Đấy, đầu năm thì các bác thường hay xem đi lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Một con trâu đang vảnh cái sừng lên rất là đẹp này. Đấy, dùng để làm gà tàn rất là tuyệt vời luôn. Đấy, và mình của nó thì có hoa văn là các cái đồng tiền xu được xiên chuỗi vào như này này. Đấy, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Màu sắc kích thước đẹp và rất là thực tế luôn nhá. Lên mã giúp em là trâu nhá, 230.000. Đấy, lên mã giúp em là chú trâu nhá. Chú trâu giá sẽ là 230.000 này. Đấy, chú trâu này. Trâu là TR, trâu 230.000 nhá. Đó. 230.000 cho một chú trâu như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã về bộ chuyên chén này. Bộ chuyên chén để các bác dùng để mình làm đồ pha trà uống này, thì nó sẽ có cho các bác là ba bộ nhá. Đấy. Thì đầu tiên em sẽ lên đó là bộ chuyên chén đồng này. Cái tên thì bên em gọi nó là bộ chuyên chén đồng, và nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là hoa văn rồng phượng và một mẫu là hoa lá cành. Đấy, lô này về thì lại có hai mẫu như này. Có hai mẫu như này nhá. Một mẫu là hoa văn rồng phượng này. Đấy. Đây thì nó sẽ là hoa văn rồng phượng như này. Đấy. Một mẫu là hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, một mẫu là hoa văn rồng phượng như này nhá. Hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái mẫu hoa văn rồng phượng này sẽ là 395.000 nhá. 395.000 cho cái mẫu hoa văn rồng phượng như này, và bao ship tận nhà cho bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái khay hình rồng phượng này. Đó, một khay hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó. Một khay hình rồng phượng rất là đẹp luôn. Đấy, và có thêm cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén hình hoa văn rất là đẹp như này. Đấy, 6 cái chén hình hoa văn rất là đẹp như này. Đó. Và cái chuyên này của nó thì kích thước nó nhỏ thôi nhá. Đây em sẽ đo thực tế cho bác xem này, chiều rộng của chuyên thì nó vào khoảng là 8 cm nhá. Đấy, 8 đến 9 cm là tính nguyên thân chuyên đấy. Và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá. Nói chung ấy là nó trong lòng bàn tay, mà các bác là biết là trong lòng bàn tay thì nó thế nào rồi. Đấy, nó cũng tương đối là nhỏ thôi, không quá nhỏ nhưng không quá to. Trong lòng bàn tay nhá, nghe cho rõ các bác nhá. Đấy, nó trong lòng bàn tay như này. Chất liệu của nó thì là bằng đồng nhá, bằng đồng rất là chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 395.000 cho bộ chuyên rồng phượng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên rồng phượng nhá. Đấy. Bộ chuyên đồng này, chuyên đồng hình rồng phượng nhá. Đấy. Lên cho em là chuyên đồng này. Đó. Chuyên đồng này. Chuyên đồng rồng phượng nhá. Đó, rồng phượng giá sẽ là rồng phượng này. Bộ chuyên đồng rồng phượng 395k. Đó, 395k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ chuyên đồng hình hoa lá cành như này.
Đấy, nó sẽ có hai trường phái, một là hoa lá cành, hai là hình rồng phượng. Kích thước và kiểu dáng thì na ná như nhau, nó chỉ khác nhau về hoa văn thôi. Đó, chỉ khác nhau về hoa văn thôi. Thì tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng của các bác. Các bác có thể mua một hoặc là hai tùy theo nhu cầu nhá. Đây đây là cái khay của nó này. Một cái khay rất là đẹp luôn. Được dập hoa văn này rất là đẹp các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn. Hình con rồng con phượng rất là đẹp luôn. Thì nó sẽ có hai mẫu nhá. Đấy. Thì các bác lên xem là bộ chuyên đồng hình hoa văn nhá, hình hoa văn. Giá thì sẽ là 400.000. Đấy. Con này thì các bác lên xem là chuyên đồng hoa văn nhá, chuyên đồng hoa văn. Giá sẽ là 400k. Đó, còn chuyên đồng rồng phượng thì sẽ là 395.000. Chuyên đồng hoa văn này. Đó. Chuyên đồng hoa văn nhá, hoa văn. Giá sẽ là 300, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho cái bộ chuyên đồng hoa văn như này. Đây. Bộ này sẽ là 400.000 nhá. Bộ này 400.000 này, các bác chụp màn hình lại cho em. Chuyên đồng hoa văn, giá sẽ là 400.000. Đấy. Còn bộ này thì các bác lên cho em là chuyên đồng rồng phượng này. Chuyên đồng rồng phượng, giá của nó sẽ là 395.000 nhá, 395.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác một cái bộ, đó là bộ chuyên chén, bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia. Bộ này thì nó sẽ khá là to luôn. Đó, khá là to luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Đấy. Một cái chuyên như này khá là to luôn. Đấy. Đây, một chuyên khá là to như này. Chất liệu của nó bằng đồng này. Đấy, một cái chuyên khá là to này các bác nhá, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và nó sẽ in hình. Ôi, từ từ hướng dán nào. Nó sẽ là in hình hoa văn này các bác này. Đấy, in hình hoa văn như này rất là đẹp này. Đấy, như kiểu là cái tháp của Nga này các bác này. Đấy, cung điện Kremlin của Nga này các bác này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, các bác có đính đá các bác này, có đính đá rất là đẹp luôn. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này. Một chuyên 6 cái chén như này, 6 chén như này nhá. Đấy, chén này thì nó sẽ là dòng chén to này. Một chuyên 6 chén to nhá, 6 chén to như này. Và kèm thêm cho các bác là một cái khay khổng lồ luôn. Một khay khổng lồ này luôn. Đây, em sẽ đo kích thước cho bác xem. Con này thì khay của nó, chiều rộng của nó sẽ là vào là 30cm nhá. Đấy, 30cm này. Chiều rộng 30cm. Đấy, khay này rộng là 30cm nhá, rất là đẹp luôn. Hình hoa văn, hoa lá cành này, chấm hết đầy con dết luôn. Siêu đẹp luôn các nhá, siêu đẹp luôn. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Khá là dày dẫn chắc chắn luôn và rất là đẹp này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 700.000. 700.000 cho một bộ chuyên hoàng gia như này. Đấy, giá rất hợp lý nhá, các bác có thể mua để trưng bày này. Con này thì kích thước chiều phủ bì của nó sẽ là 18 này và chiều cao của nó thì nó sẽ là 26 này, 26, còn cái phần của cái chuyên này thì vào khoảng là 11 12 cm. Đó, đây là em đo kích thước nó rất là cơ bản cho các bác sử dụng luôn. Đấy, rất là ngon. Con này các bác có thể dùng đựng nước lọc để uống này, hoặc là các bác có thể là đựng trực tiếp pha trà này. Hoặc là em thấy tốt nhất là các bác cứ rót rượu ra. Đấy, có khách có khứa đến các bác rót rượu ra đây uống thì rất là tuyệt vời luôn. Cái chén này thì chiều cao của nó sẽ là vào 6cm và chiều rộng của miệng là 5cm nhá. Đấy, thiết kế khá là cân đối và hài hòa luôn. Đấy, khá cân đối hài hòa luôn và rất là đẹp nhá. Và giá thì sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên hoàng gia như này. Lên mã giúp cho em là bộ chuyên hoàng gia. Đấy, bộ chuyên hoàng gia, hoa văn hoa lá cành rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 700k nhá. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác bộ chuyên mạ vàng này. Bộ chuyên mạ vàng. Bộ này thì nhỏ hơn một chút và giá thì cũng rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ này bao nhiêu nhỉ? Bộ chuyên mạ vàng nhá, giá sẽ là 450.000. Chiều cao của cái chuyên này thì sẽ là 21-22cm và chiều rộng phủ bì của nó sẽ là 12cm nhá. Đấy là cái chuyên này. Đó, đây là cái chuyên. Còn lại là cái chén thì đây nó sẽ có cho các bác là 6 chén. Đều là hàng mạ vàng hết nhá. Mạ vàng hết. Rất là đẹp luôn. Đây. Mạ vàng 18 carat nhá, rất là đẹp này. Đấy, mạ vàng 18 carat cho các bác luôn. Siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng hợp kim rồi. Đấy, cho nên là các bác yên tâm nhá, hợp kim mạ vàng hết cho nên các bác yên tâm. Đấy, đây là cái khay của nó này. Khay của nó cũng rất là đẹp luôn. Thì con này các bác có thể dùng mình để ở phòng khách để các bác trưng bày này, hoặc là để trong tủ kính này, rất là đẹp luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp để mình có khách có khứa thì mình uống trà này, hoặc là uống rượu, các bác cứ châm rượu vào đây, mình rót ra rất là tuyệt vời luôn. Đấy, rót ra mời khách rất là tuyệt vời luôn và rất là đẹp các bác này. Đấy, màu sắc của nó rất tuyệt vời luôn. Lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá. Bộ chuyên mạ vàng. Bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 450.000 cho một bộ chuyên mạ vàng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là chuyên mạ vàng, giá sẽ là 450.000. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là chuyên mạ vàng này. Đó, chuyên mạ vàng. Chuyên chén mạ vàng nhá, chuyên chén mạ vàng.
Đấy, giá của nó sẽ là 450k nhé, 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng đây. Đấy, còn cái bộ chuyên hàng da này thì giá sẽ là 700.000 nhé, 700.000 đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái hũ đựng chè nhé, thì nó sẽ là có một hũ là loại là hai lạng thì nó sẽ có hai màu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu vàng và mạ đồng. Đấy, một mẫu là mạ vàng và một mẫu là mạ đồng nhá. Đó thì tùy theo các bác này. Đấy, mẫu này thì của nó sẽ là bình chè vàng hai lạng, giá sẽ là 240.000 nhá. Lên cho là bình chè vàng hai lạng, giá sẽ là 240.000. Con này thì đựng được hai lạng chè, rất là đẹp luôn. Đựng được hai lạng chè không nhá. Bình chè vàng hai lạng, đựng được hai lạng chè. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bình chè đồng nhá. Bình chè đồng hai lạng. Con này thì giá sẽ là 230.000 nhá. Đó, bình chè đồng hai lạng này, đó. Lên cho em là chè đồng này, đó. Chè đồng hai lạng, giá sẽ là 230k nhá. 230k, còn con mạ vàng là 240.000. Còn con đồng này sẽ là 230.000 nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ đựng được hai lạng chè. Đó, chè đồng hai lạng, giá sẽ là 230.000 nhá. Đấy, hai con đều như nhau, rất là đẹp luôn. Nó chỉ khác nhau là một con là mạ đồng và một con là mạ vàng. Một con là mạ đồng và một con là mạ vàng. Các bác có thể mua cả hai để mình sưu tầm trưng bày. Đó, hoa văn các kiểu con là điểu như nhau, đều là hoa hồng hết, thiết kế cực kỳ là đẹp, tao nhã các bác nhá. Đó. Thì nó sẽ có hai loại như này. Đó, thì bình trà chè đồng hai lạng thì sẽ là 230.000. Đấy, còn chè vàng hai lạng này, chè vàng hai lạng thì sẽ là 240.000 nhá. Chè vàng hai lạng sẽ là 240.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bình chè cỡ to. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng, giá sẽ là 290.000. 290.000 cho một con bình chè 4 lạng như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó thì lô này hàng về nó sẽ là hoa văn hình cá chép như này nhá. Hoa văn hình cá chép như này, rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây, hoa văn hình cá chép này, rất là đẹp luôn. Cá chép rồi mâm hoa quả này, rất là tuyệt vời luôn. Đó, hoa văn của nó rất là đẹp. Đây, chữ của nó toàn bộ là chữ Nhật hết này, toàn bộ là chữ Nhật hết. Rất là đẹp luôn. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, chất liệu của nó là 100% là bằng hợp kim hết nhá. Bằng hợp kim mạ đồng hết, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới. Nắp giòn của nó cực kỳ là kín luôn. Nắp giòn của nó, ren riếc của nó xoáy cực kỳ là kín nhá. Các bác đựng trà thoải mái luôn đây. Xoáy kín khít lịt luôn. Đấy, cái tóc không đút vào vừa nhá. Giá thì sẽ là 295.000. Lên cho em là bình chè 4 lạng nhá. Bình chè 4 lạng này. Đó. Bình chè 4 lạng. Bình chè này. Bình chè 4 lạng giá sẽ là 295k nhá. 295.000 cho con bình chè 4 lạng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khay giấy nhá. Các bác lên cho em là khay giấy này. Đấy. Khay này thì các bác chuyên để mình đựng giấy ăn này, rồi các cái loại giấy mình sử dụng hàng ngày ở trên bàn ăn hoặc là trên bàn uống nước đều được. Các bác có thể để bàn ăn hoặc bàn uống nước hoặc là trong phòng khách, phòng ngủ đều được hết nhá. Để mình để thì vừa trang nhã, vừa lịch sự, vừa sạch sẽ. Có nam châm ít luôn, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Giá thì cái bình chè cái khay giấy này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là khay giấy nhá, khay giấy. Con này thì chiều dài của nó sẽ là vào khoảng là 24 cm. Chiều cao thì sẽ là 9 cm và chiều rộng là 13 cm nhá. Lên cho em là khay giấy, giá sẽ là 230.000. Các bác lên cho em là khay giấy này. Đó, khay giấy nhá. Giá của nó sẽ là 230k. Kích thước của nó sẽ là 23 dài rộng 23 x 13 x 9 nhá. 23 x 13 x 9 cm. Đó, và giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho một cái khay giấy như này. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số cái mã đồ siêu tầm nữa, đó là bật lửa nhá. Thì đầu tiên em lên cho các bác cái bật lửa điện. Con này thì bên em gọi nó là bật lửa điện nhá. Giá sẽ là 80.000. Con này thì có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ cần bật này nó sẽ lên thôi. Đó, cháy đây. Lên cho em là bật lửa điện hình cây tú rất là đẹp này. Đấy. Hoặc các bác lên cho em là bật lửa tú cũng được, bật lửa tú nó hình cây tú như này mà. Đấy, cho nên là lên cho em là bật lửa tú nhá. Giá sẽ là 80.000 cho con bật lửa tú như này. Đó. Lên cho em là bật lửa cây tú này. Bật lửa cây tú nhá. Đấy, cây tú giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho con bật lửa cây tú này thôi. Đấy, bật lửa cây tú hoặc bật lửa điện. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác hai cái mẫu bật lửa đồng hồ. Thì nó sẽ có là một loại là bật lửa đồng hồ không và một loại là bật lửa có kèm đồng hồ và la bàn. Đấy, thì bên shop sẽ chia ra làm hai tên. Đó là cái con này thì bật lửa nguyên đồng hồ thì em gọi nó sẽ là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này về nhà các bác tự bơm ga cho em và giá cũng chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000. Lên mã giúp cho em là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ này. Bật lửa đồng hồ
Đấy, tự bơm ga nhá, tự bơm ga. Đó, tự bơm ga giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con bật lửa đồng hồ như này. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em đây. Em viết tiếng Việt rất là rõ luôn và có nói cả tiếng Việt luôn. Về nhà các bác tự bơm ga nhá, đồng hồ chạy bình thường này. Đồng hồ đang chạy các bác này. Đấy, đồng hồ đang chạy, các bác nhìn kim chưa? Đồng hồ đang chạy bình thường nhá. Đó. Và các bác chỉ cần là bật này. Đấy, về nhà bơm ga vào cho em bật này thì nó sẽ có đèn pin lên này. Đấy, đèn pin lên để các bác xem giờ ban đêm rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000, về nhà các bác tự bơm ga nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác một con bật lửa khác nữa, đó là bật lửa la bàn. Con này thì cũng chạy bằng ga và về nhà các bác cũng tự bơm ga giúp cho em. Đó. Con này thì vừa là bật lửa này, vừa là la bàn này và về nhà các bác có thể treo vào móc khóa được luôn. Đó, treo móc khóa được luôn nhá. Đánh lửa tự động con này. Đấy, đánh lửa tự động. Về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Tự bơm ga vào cho em nhá. Đây, bơm ga đít này. Đấy, rất là đẹp ngon lành cho các bác này. Đồng hồ cũng chạy bình thường nhá. Đấy, đồng hồ đang chạy này các bác này. Đồng hồ đang chạy bình thường các bác thấy không? Đó, có cả la bàn luôn, có cả móc khóa này. Về nhà các bác có thể làm móc khóa này và có cả tính năng là khui bia nhá. Móc khóa, khui bia, la bàn, đồng hồ. Đấy, 1 2 3 4 5 chức năng cho một con bật lửa đồng hồ à bật lửa la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Bật lửa la bàn giá sẽ là 120.000 nhá. Bật lửa la bàn này. Bật lửa la bàn nhá. La bàn giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho một em bật lửa kèm la bàn như này. Đấy, có con la bàn này luôn, có cả khui bia, có cả móc khóa, có cả đồng hồ, bật lửa la bàn giá sẽ là 120.000 cho con bật lửa la bàn như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai con bật lửa ngọc nhá. Các bác lên trên là bật lửa ngọc, nó sẽ là màu vàng và màu bạc và nó sẽ là có cái hình viên ngọc như này, có hình viên ngọc như này nhá. Đấy, nó sẽ có ngậm một cái viên ngọc màu đỏ rất là đẹp như này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng gọi là về nhà các bác cho xăng thơm vào nhá, cho xăng thơm hoặc là cho dầu diesel vào cũng được. Đó, bác nào có xăng thơm thì cho xăng thơm, hoặc các bác cho ra ngoài cây xăng các bác mua tí xăng thường cũng được, cũng cháy bình thường hết nhá. Đó các bác, hoặc là bác nào dân chơi thì các bác biết rồi. Hình con rồng rất là đẹp, một con thì là mạ vàng 18 carat và một con là mạ bạc nhá, một con là mạ bạc như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc màu vàng hoặc màu bạc. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Bật lửa ngọc màu vàng hoặc màu bạc nhá, giá của nó sẽ là 130.000 thôi. Đó, các bác lên cho em là bật lửa này, bật lửa ngọc này, đó, bật lửa ngọc nhá, nó sẽ là có màu vàng màu bạc, giá sẽ là 130.000 cho một con bật lửa như này. Các bác có thể bảo là cho tôi con màu vàng hoặc cho tôi con màu bạc đều ok hết nhá. Đó, rồi ok các bác. Hello, chào các bác nhá. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục lên các mã hàng để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và các bác cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng em gửi đến các bác bom các bác nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chảo gang nhá. Con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13 cm nhá. Đấy. Nó sẽ có cán như này các bác này, có cán như này. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong. Lắp vào này sau đó thì xoáy cái cán này vào cho em là xong này. Đó. Xoáy cán này vào cho em là xong nhá. Nó rất là tiện dụng luôn. Thì uống nước đi. Uống nốt nước đi. Thì lên mã cho em là chảo 13 nhá. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái chảo 13 như này. Các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì lên cho em là chảo gang 13, đường kính của nó là 13 cm nhá. Chảo gang 13, đường kính là 13 cm. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm các cái món hầm hoặc là ninh, hoặc là nói chung là nó bằng gang như này thì nó giữ nhiệt rất là lâu, cho nên là các bác có thể dùng tùy ý. Lên mã giúp cho em là chảo gang 13. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là chảo gang 13 nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80k. Đấy, đây các bác lên mã giúp cho em là chảo gang 13 cm này. Chảo gang 13 cm, giá sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một con chảo gang 13 cm như này. Đấy, giá chỉ có 80.000 thôi. Cán của nó sẽ là bằng gỗ nhá, bằng gỗ. Đấy, đập được thiết kế cực kỳ là tinh xảo và chắc chắn luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn.
và cái giá rất hợp lý nhá. Có hai cái phần quai này để các bác rót nước này, nó rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng chảo cao cấp hơn, nó sẽ to hơn một chút, đó là cái chảo gang 24 nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 24 cm. Đấy, lên xem là chảo gang 24. Đó. Thì bên shop có hai mẫu chảo gang, một mẫu là con này nó cũng có quai kiếp như này đầy đủ cho bác luôn nhá. Đấy, tem mác các thứ toàn chữ Nhật hết này. Qua theo, đấy tem mác toàn chữ Nhật hết nhá. Rất chất lượng cho bác luôn. Và nó cũng có quai sẵn như này nhá, có quai sẵn như này. Về nhà các bác chỉ việc là lắp vào cho em là xong thôi. Đấy, lắp vào sau đó thì mình xoáy vào. Nó cũng giống như con bé kia. Đấy, đây con này. Lắp vào sau đó thì xoáy vào cho em là xong. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 155.000 nhá. 155.000 cho cái chảo gang 24 như này. Các bác lên xem là chảo gang 24, đường kính của nó là 24 cm. Con này thì siêu nặng luôn, rất là dày các bác này. Cái này thì các bác dùng để mình buổi sáng đến, hoặc là các bác có thể rang lạc này, hoặc là mình làm cơm chiên, cơm chiếc, cơm cháy trước đều ok hết nhá. Giữ nhiệt cực kỳ tốt luôn. Hoặc là các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết các kiểu con là điều được luôn. Rất là ngon lành cành đào như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo gang 24 nhá, chảo gang 24 155.000. Đường kính của nó sẽ là 24 cm nhá, 24 cm. Đó. Lên cho em là chảo gang 24. Đó. Chảo gang 24 này. Chảo gang 24. Chảo gang 24 đường 24 cm, chảo gang 24 cm. Giá sẽ là 155k nhá, 155k cho cái chảo gang 24 cm. Một con bé là 13, còn con này là 24 cm nhá. Đó. Rất là nặng luôn. Con này thì nó phải nặng khoảng 1,4 cân đến 1,5 cân nhá. Khá là nặng đấy các bạn. Đấy. Con này của nó là nặng gần 1,5 cân, cầm trên cái chảo Nhật kia. Con này nặng gần 1,5 cân nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, nó sẽ gửi đến cho các bác cái giá đó là 155.000 nhá, 155.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop có về cho bác cái chảo rán của Nhật đây. Đấy. Con này thì đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Các bác lên cho em là chảo chảo rán 28 cm nhá. Đấy, con này thì cán của nó cũng bằng gỗ. Đấy. Lên mã giúp cho em là chảo rán 28 cm. Đấy, đường kính của nó, đây, cán của nó cũng bằng gỗ như này. Đấy, đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá. Đấy, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đánh nhám chống dính các bác này. Về nhà các bác chỉ cần lắp cho em cái quai này vào là xong này. Lắp quai này vào xoáy vào cho em là xong. Đó. Lắp quai này vào xong xoáy vào cho em là xong nhá. Đấy, các bác sạc cho em cái quai này vào xoáy vào cho em là xong. Đó, xoáy vào như này là ok nhá. Đó, đây. Nó sẽ là một con chảo rất là đẹp như này. Con này thì cũng rất là dày luôn, siêu dày các bác nhá. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Rất là dày luôn các bác này. Đấy. Đây. Các bác nghe tiếng nó kêu chưa? Nghe tiếng kêu là mình biết rồi. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn nhá, khá dày dẫn chắc chắn luôn. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Siêu hạt rẻ cho bác luôn nhá, siêu hạt rẻ luôn. Đó. Con này thì giá chỉ có 150.000 thôi, 150k. Đấy, 150k đợt này thì sẽ về cho các bác cái giá nó sẽ tốt hơn một chút, nó sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Đó, lên mã giúp cho em là chảo rán 28 nhá. Đấy, chảo rán 28. Chảo rán 28 giá của nó sẽ là có đánh nhám chống dính nhá. Có đánh nhám chống dính luôn các bác nhá. Đây, có đánh nhám chống dính này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. Giá tương đối tốt cho các bác luôn. Lên cho em là chảo rán 28 nhá. Đấy. Chảo rán này. Chảo rán 28, giá của 28 cm. Giá của nó sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái chảo rán 28 cm như này. Rồi. Ok. Chỗ em đang mưa nó hơi ồn, các bác chỉnh cái âm lượng của mình to lên một chút nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sơn inox nhá. Đấy, thì một cái lọ sơn inox như này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cơ nhá. 80.000 cho một lọ sơn inox như này. Đấy, con này thì nó dùng rất là tiện luôn. Đây, các bác có thể sơn xịt lên các cái bề mặt, ví dụ như là sắt thép hoặc là các cái bề mặt mà bị rỉ sét các bác này. Đấy, các bác xịt lên cho em như này. Đó. Đây. Đấy. Thì con này của nó sẽ là rất là tốt luôn. Đấy. Thì đây, cái bề mặt inox như này em xịt lên này, hoặc là các bác có thể xịt lên sắt thép này, các bề mặt để mình xịt lên nó sẽ chống cho các bác là ăn mòn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì chuyên chống ăn mòn nhé, chuyên chống ăn mòn cực kỳ là tốt luôn. Ăn mòn rỉ sét. Các bác ở bên dùng ở bên gọi là bên tàu biển, tàu biếc hoặc các cái vị trí nào mà cổng cửa bị rỉ sét, bị ăn mòn, các bác xịt vào cho em cực kỳ tốt luôn. Đấy, chuyên sơn này thì chuyên xịt chống ăn mòn rất là tốt luôn nhá. Đấy, nó sẽ là inox 318 này. Đấy, inox 318 nhá. Dung tích của nó là 180g và 350 lít nhá. Inox 318 con này, inox 318. Nó sẽ là cái sơn
Sơn Inox các bác nhá, lên cho em là Sơn Inox, giá của nó sẽ là 80.000. Đó, các bác lên cho em là Sơn Inox này. Đó, lên mã giúp cho em là Sơn Inox nhá. Sơn Inox giá của nó sẽ là 80k cho một cái bình Sơn Inox như này. 80.000 cho một cái bình Sơn Inox như này nhá. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Đây các bác xem này. Đấy em sơn lên một tí là nó sẽ đây. Đấy các bác theo. Đó, nó sẽ phủ một cái lớp sơn lên và tráng lên bề mặt để nó chống cho bị ăn mòn, bị rỉ sét rất là tốt. Lên cho Sơn Inox giá chỉ có 80.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Đấy thì một túi này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn, chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một túi 10 viên như này. Đây nó sẽ là dạng túi như này. Đấy và cái viên này, cái này của nó sẽ là dạng là túi lưới nhá, túi lưới nó sẽ tự tan. Đấy thì các bác cứ thả cái viên này vào trong cái bồn cầu nhà mình là cái nước nó sẽ ra màu xanh. Thì cái này công dụng của nó rất là nhiều, các cái công dụng khác nhau. Đấy thì đây em sẽ lên cái công dụng chi tiết cho các bác xem. Đấy, thứ nhất các bác lên cho em là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu này. Túi thả bồn cầu. Đấy, một túi này của nó thì sẽ bao gồm là 10 viên và giá sẽ là 15k cho một túi như này nhá. Đấy, công dụng thứ nhất là sạch này. Đấy, sạch này, thứ hai là thơm này. Thơm này, thứ ba là diệt khuẩn này. Đấy, sạch thơm và diệt khuẩn nhá. Thì rất là tốt luôn, các bác cứ các bác mỗi tháng các bác thả cho em một viên. Mỗi tháng các bác thả cho em một viên vào cái bồn cầu nhà mình là nó sẽ sạch thơm luôn đó nhá. Đấy. Sạch thơm và diệt khuẩn rất là tốt luôn. Và nó ra cái nước màu xanh cũng rất là đẹp, màu xanh như xanh nước biển các bác nhá. Đó. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi thả bồn cầu, giá sẽ là 15.000 nhá. 15.000 cho một túi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái giấy lau giày nhá, giấy lau giày. Thì bên shop bán sẽ là 20.000 cho một bịch như này, 20.000 cho một bịch giấy lau giày như này các bác nhá. Đấy. Bán sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Thì cái giấy này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái loại giấy nó đã tẩm sẵn các cái xà bông các thứ vào đây rồi. Đấy, về nhà các bác chỉ việc lau này thôi. Đó, lau như này. Đấy, các bác cứ lau như này là nó sẽ sạch hết nhá. Đấy, kể cả tay em vừa nãy dính sơn đây này. Đấy, tay em vừa dính sơn mà em lau này nó cũng sạch hết luôn. Ở đây thì nó sẽ đã có tẩm sẵn xà bông, xà phòng cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lau đi cho em là xong. Đây nhá. Đấy. Đây, ví dụ như đây cái biển này của em đang bẩn, nó đang dính chữ này. Đấy, em lau đi nhá. Đấy, lau đi là nó sẽ sạch luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, lau là nó sẽ sạch dần như này. Đấy các bác này. Đấy, nó sẽ mài mòn đi và nó sẽ sạch dần đi nhá. Đó. Thì giày dép các thứ các bác mà bị bẩn các bác cũng dùng cái này lau cho em rất là tiện luôn. Chuyên để lau giày các bác không phải giặt nữa. Đấy thì nó rất là sạch, đảm bảo cho các bác nhanh gọn, không phải giặt, giặt giày nhiều nó ẩm ướt nó sẽ nhanh hỏng nhá. Đây các bác này, đấy ví dụ như cái đôi giày mà bị bẩn bị đấy, các bác xem. Đây này. Đấy. Đây này, kể cả là đây là viết bút vào đây này, viết bút vào lau nó còn sạch luôn, các bác thấy không? Đó, rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, và giá thì rất hợp lý nhá. Có thể gói giấy ướt bình thường không? Nhưng thật ra đây là chiếc giấy ướt cực kỳ để lau giày các bạn ạ. Đối với đây. Mình thì đây là một cái phát minh cấp tiến của nhân loại dành cho những người lười như mình đây. Chỉ việc lấy giấy ướt ra xong rồi lau cái đôi giày thôi, thế là nó có cái lớp bọt như này này. Là do cái dung dịch tẩm ở trong đấy đấy. Xong rồi mình lấy một cái khăn khô mềm để mình lau lại để cho nó khô đi ấy. Kể từ khi mà mình biết được cái giấy ướt lau giày này ấy, kiểu cuộc đời của mình bước sang một trang mới luôn. Rất là đẹp, sáng bóng luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái búa vàng các bác này. Đây, nó sẽ là một con búa như này. Kích thước chiều dài của nó thì vào khoảng là 15cm nhá. Và nó sẽ là hàng đấy, hàng mạ vàng rất là đẹp như này. Đấy, hàng mạ vàng rất đẹp như này. Đấy, thì ở đây của nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu tô vít này. Một đầu tô vít này. Đấy, một cái thân búa xoáy ra sẽ là một đầu tô vít này. Tiếp theo xoáy ra thì nó lại là một cái đầu tô vít nữa này. Đấy, lại là một đầu tô vít nữa nhá. Đó, lại là một đầu tô vít nữa luôn. Nó rất là tiện. Đấy, trong này nó sẽ có cho các bác là một cái đầu tô vít ở trong lõi nữa. Như vậy của nó khi mà mình xoáy ra thì nó sẽ có 1, 2, 3, 4 chi tiết như này. Một cái đầu vít này. Đấy, một cái đầu mũi ba khe này và một đầu vít nhỏ nữa này. Đấy, con này thì rất là tiện nhá. Đây, bỏ vào đây này. Đấy, các bác có thể bỏ vào đây. Rất là tiện luôn và xoáy vào này. Thì con này các bác có thể dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là búa vàng bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là búa vàng nhá, giá của nó sẽ là 60.000. Các bác có thể dùng để làm thợ làm nghề rất là ok này. Đấy, xoáy ra cho em. Đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con tô vít dẹt, dẹt to này. Đấy. Xoáy ra tiếp thì nó lại có cho các bác là một cái con vít dẹt bé này. Đấy, một vít dẹt bé như này. Và xoáy ra nữa thì nó lại có cho các bác là một cái
một cái vít như này các bác này. Đấy, một cái vít múi như này các bác có thể xoáy vào đây để mình sử dụng này, rất là đa di năng và rất là tiện luôn nhá. Đó thì con này bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một con búa vàng như này nhá, rất hợp lý cho bác luôn và nhiều chức năng. Đấy, nhiều chức năng, nhiều công năng sử dụng luôn. Đấy, rất hợp lý các bác. Đấy, rất là đa di năng luôn. Đây, chiều dài của nó thì vào khoảng là 15-17 cm, và con búa này thì nó sẽ là bằng một cái ngón tay trỏ như này nhá, bằng ngón tay trỏ như này. Lên cho em là búa vàng, giá của nó sẽ là đây, các bác lên cho em là búa vàng nhá, giá của nó sẽ là 60.000 cho một con búa vàng như này. Đấy. Lên mã giúp cho em là búa vàng này. Búa vàng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho một con búa vàng nhá. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bọc yên nhá. Các bác lên cho em là bọc yên. Con này thì yên to, yên nhỏ, yên lớn, yên bé, yên mẹ, yên con, xe SH, xe đạp điện, rồi xe lít, xe tay ga là vừa hết nhá. Xe nhỏ, xe to đều vừa hết. Tại vì nó có chun co giãn như này. Và nó sẽ có cái phần như này để các bác đai lại này. Đấy, các bác có thể đai lại rất là tiện luôn. Đó, lên mã giúp cho em là bọc yên. Giá sẽ là 50.000 cho một cái con bọc yên như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt. Bọc lên xe cổ để mình đi lại nhá. Lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Bọc yên giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bọc yên như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bạn này, nó sẽ có dây chun co giãn này. Đấy, và có đai như này. Các bác có thể bọc lên xe rất là tốt luôn để giảm độ nóng này, chống nước này. Đấy, bọc lên cái yên xe như này rất là tiện dụng các bác thấy không? Đó. Các bác lên xem là bọc yên, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho một con bọc yên như này. Đấy, chống được cả nước luôn. Bọc lên rất là ngon các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khoan mini các bác nhá. Các bác lên xem là khoan mini. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ khoan mini như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tay máy khoan này. Một tay máy khoan như này các bác nhá. Đấy, một tay máy khoan như này. Hàng này thì nó sẽ có sẵn pin bên trong rồi. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, đây thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít các thứ này. Đấy, các đầu vít các kiểu này. Đấy, các bác dùng để mình dùng nó rất là ok luôn. Và máy chạy cực kỳ là khỏe nhá. Đấy. 180.000 cho bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này, 30 đầu vít này, 30 đầu vít khác nhau nhá, vuông tròn ba khe lục giác đầy đủ cả này. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái con tay công như này nhá, một cái tay ngót nghéo như này, một tay ngót nghéo như này. Đấy, rồi sẽ có cho các bác là các cái đầu khẩu lục giác các bác này, đây, đấy các cái đầu lục giác này, đầu lục giác này, rồi là các cái đầu vít như này và có cả mũi khoan luôn nhá, có cả mũi khoan luôn, tay công tay nối dài như này. Đấy, một cái bộ rất là chất lượng xịn sò như này. Đây, có cả đảo chiều luôn có nhá, có cả đảo chiều luôn. Đó. Con này thì rất là tiện nhá. Đấy. Các bác có thể dùng xoay thẳng như này được nhỉ. Đấy, con này hình như nó có thể xoay thẳng được đây. Đấy, các bác có thể xoay thẳng như này được này. Đấy. Xoay thẳng này để mình làm vít cho nó tiện này. Đấy, làm vít thì các bác bóp tay này cho nên này chị em. Đó. Bóp tay này chị em nhá. Đó, đây. Như này là xoay thẳng này. Các bác nhấp cái lẫy này thì nó lại xoay chéo trở lại này. Đấy, lại xoay trở lại như này. Rất là tiện luôn. Hàng khá là thông minh luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Các bác ấn cái chữ plus này cho em nhé. Sau đó thì xoay đi như này nhá. Thì nó sẽ là ra một cái khoan thẳng như này này. Đấy, ra một cái khoan thẳng như này. Các bác thấy không? Ra một khoan thẳng như này thì các bác có thể dùng rất là tiện này. Đấy, các bác thấy không? Đầu cắm sạc ở đít này nhá. Cắm sạc ở đít này, rất là tiện luôn, các bác thấy không? Đó, hoặc các bác có thể lại đảo lại như này. Đảo lại như này. Khi đảo thì các bác nhấn cái này cho em nhá. Xoay trở lại như này. Đấy, thì nó sẽ là một cái khoan hình chữ T như này nhá. Đấy, hình chữ L như này, rất là ngon luôn. Giá rất hợp lý nhá. Rồi ok. Lên cho em là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Khoan mini này, đó. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con máy cạo râu, hàng của thương hiệu Zandu nhá, hàng của thương hiệu Zandu. Đó, con này thì các bác lên cho em là máy cạo râu Zandu. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác rồi, sẽ kèm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy này và nó sẽ có cho các bác là cái này để tăng đơ. Khi mà râu dài thì các bác tăng đơ cho em này. Đấy, cái phần này để các bác đẩy ra cắm sạc trực tiếp điện 220V này. Đấy, 50Hz điện 220V và công suất của nó sẽ là 3W. Sử dụng liên tục trong vòng từ 8 đến 16 tiếng nhá. Đấy, liên tục trong vòng từ 8-16 tiếng này. Ở đây thì nó sẽ có cái phần tăng đơ này. Thì râu dài thì các bác dùng cái phần tăng đơ này cho em. Sau đó thì mình đẩy cái tăng đơ này xuống, mình dùng để cạo râu thì đây, cái phần này sẽ là cạo râu này. Các bác nghe cái tiếng râu em cạo nó đứt là các bác cảm nhận được nhá. Đấy, bác thấy không? Đây, râu nó đứt này. Đấy, râu nó đứt rất là mạnh luôn các bác nhá. Đó, giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây. Râu nó đứt nó bong đây các bác này. Đấy, đây các bác này.
Đây dầu nó đứt đây các bác này. Đấy các bác theo, đây dầu nó đứt đây. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Lên mã giúp cho em là máy cạo râu Zandu 90.000. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi nữa. Nếu bác nào lấy thêm màng và lưỡi thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ, bao gồm cả màng cả lưỡi. Thì đây nó sẽ là cái phần màu vàng này là sẽ là cái màng này, còn đây nó sẽ là lưỡi này. Đấy, cái phần màu vàng này là cái màng nhá, cái màng này, và cái phần này nó sẽ là cái lưỡi đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái bộ cả màng cả lưỡi nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu Zandu. Đó, máy cạo râu Zandu. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy. Máy cạo râu Zandu này. Máy cạo râu này. Zandu nhá. Đó. Zandu giá của nó sẽ là 90k nhá. Còn màng cộng với lưỡi này. Màng cộng lưỡi thì giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một cái bộ màng cộng lưỡi như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sen cao su nhá. Con này thì các bác vừa dùng để làm sen tắm, vừa dùng để massage, thư giãn cho cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, nó sẽ là một con sen cao su như này. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Made in Japan con này, chữ khắc chìm trên thân luôn. Ở đây thì nó sẽ có cơ chế là đóng ngắt trên tay nhá. Đóng ngắt trên tay như này luôn. Thì các bác dùng nó rất là tiện này. Đấy. Thứ nhất là có cơ chế đóng ngắt trên tay này, rất là tiện luôn. Đó. Có thể dùng đóng ngắt trên tay. Đấy, điều khiển tăng giảm áp lực nước cực kỳ là tốt luôn nhá. Và có cái đầu cao su để giúp các bác massage cơ thể này. Và có các cái chế độ điều chỉnh này. Đấy, nước 1, nước 2, nước 3, nước 4 tùy theo. Và có dây cho các bác luôn nhá. Dây thì dài khoảng 1m2 nhá. Đấy, chọn bộ như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Dùng để tắm massage kỳ cọ này rất là tốt luôn. Khi tắm thì các bác massage cho cơ thể kỳ cọ được luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng vòi sen như này rất là tiện này. Khi tắm thì các bác có thể kỳ cọ vệ sinh này. Đấy, và rất là nhiều cái chế độ xịt khác nhau, nó cũng giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đó, rất là khỏe nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý các bác này. Một cái sen tắm cao su như này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là sen tắm cao su này. Đó, sen tắm này. Sen tắm cao su. Giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái bộ sen tắm cao su như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Một hộp này của nó thì giá chỉ có 40 cành thôi và sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn. Một hộp của nó là 50 miếng và giá có 40.000, tính ra chưa đến 1.000 cho một miếng này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng dán kèm thêm cho các bác là 50 gói thuốc. Đấy. 50 gói thuốc như này. Mỗi bịch này của nó bao gồm là 2 gói. Các bác bóc qua cho em. Đó, bóc qua cho em này. Đấy, sau đó thì sẽ có cho các bác là 50 cái miếng dán như này. 50 cái miếng dán như này. Về nhà thì các bác bóc cái phần giấy băng dính này ra. Đó, bóc cái băng dính này ra cho em. Sau đó thì các bác sẽ đặt cái phần gói thuốc này lên. Gói thuốc đặt lên thì lưu ý các bác là đặt cái phần chữ này vào cái phần dán nhá. Đặt phần chữ vào phần dán. Đấy, quay phần chữ vào phần dán như này. Sau đó thì các bác dán luôn lên cái gan bàn chân này cho em. Đó. Cái này thì các bác khuyến khích các bác là nên dùng ban đêm nhá. Thế ban đêm mình đi ngủ này thì cái phần cơ thể bàn chân mình nó sẽ được thư giãn và nó sẽ mồ hôi nó ra và nó sẽ hấp thụ cái các loại thuốc vào đây, các loại thuốc vào đây và nó sẽ thải cái độc của gan bàn chân đi rất là tốt. Gan bàn chân là một trong những cái huyệt đạo cực kỳ là nhiều, rất là nhiều huyệt đạo và nhiều các cái phần rất là quan trọng để giúp cho máu huyết lưu thông nhá. Đó thì một cái bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 50 gói. Đấy, 50 gói các bác dùng được nếu các bác dùng hai chân là được 25 lần. Dùng hai chân là được 25 lần nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là thải độc chân nhá, thải độc chân. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thải độc chân. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đấy, về nhà các bác dán như này cho em. Đó thì là đây các bác dán theo cái chiều dọc như này. Đấy, theo chiều dọc gan bàn chân như này là ok nhá. Đó. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thải độc chân này. Thải độc chân. Thải độc chân giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một hộp này thôi. Giá chỉ có 40.000 cho một hộp thải độc chân như này thôi. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác này khi mình dán xong mình bóc ra là nó sẽ như này các bác này. Nó rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Đó, bóc ra sau đó thì mình dán vào. Đấy, dán vào cái gan bàn chân như này cho em. Đó, sau đó thì đến sáng dậy thì mình bóc nó ra. Đó, và nó sẽ giúp cho cái máu huyết được lưu thông. Đấy, rất là tốt cho cái bàn chân của mình nhá. Đấy, khi bóc ra nó sẽ như này này. Bóc ra nó sẽ đen xì như này. 5 mét là 220 nhá.
Đấy, rất là tốt cho bác luôn. Những dán thải độc chân. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái chậu thớt nhá. Cái này vừa làm chậu vừa làm thớt được luôn. Đó thì rất là tiện, các bác ấn xuống như này cho em này. Ấn này cho em thì nó sẽ làm một cái chậu này để các bác rửa rau rồi vệ sinh các thứ rất là tiện dụng luôn nhá. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái van như này để các bác có thể xả nước trực tiếp ở trên chậu luôn. Xả nước trực tiếp trên chậu nhá. Đấy, các bác có thể đậy nắp vào này. Đấy, hoặc đẩy ra này, đẩy ra. Nó rất là tiện, nó có giòn nhá. Đấy, các bác có thể xả nước trên chậu được luôn. Và con này thì nó rất là tiện dụng nhá. Khi các bác đẩy lên thì nó sẽ làm một cái thớt như này. Thì các bác dùng để thái rau rồi nói chung là làm hết các công việc đều được hết nhá. Lên cho em là thớt chậu nhá. Đấy, thớt chậu. Thớt chậu, con này thì đang bán là bao nhiêu nhỉ? Đang bán là 70.000 đợt này, thanh lý cho bác giá chỉ còn là 50k nhá. 50.000 bán xả lỗ luôn. 50k cho một cái thớt chậu như này. Vừa là thớt vừa là chậu luôn. Đấy. Thì khi các bác đẩy ra xuống như này, đẩy xuống như này nó sẽ là một cái chậu để cho các bác dùng để mình rửa rau này rồi là nói chung là làm các công việc đều được hết nhá. Hoặc là bác nào hay có thói quen là ngâm chân thì mình dùng con này để mình ngâm chân cũng được, nó rất là tiện. Dùng xong thì mình lại đẩy lên như này cho em. Đó, sau đó thì mình dựng gọn lên cho nó khô khao là được nhá. Lên cho em là thớt chậu giá sẽ là 50.000 cho một cái thớt chậu như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục con thớt chậu này thì kích thước chiều dài của nó thì nó tính phủ bì thì nó vào khoảng là 35-37 cm, chiều ngang thì khoảng 30 cm nhá. Đấy là tính phủ bì các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Toshiba nhá. Hàng của thương hiệu Toshiba đây, lên cho em là sấy tóc trắng nhá. Sấy tóc trắng hàng của Toshiba này rất xịn sò cho bác luôn. Công suất của nó là 1200W. Đấy, điện 220V. Con này về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em, sau đó thì mình lúc nào mình dùng thì mình chỉ đẩy công tắc lên cho em là xong thôi. Hàng của Toshiba nhá, cực kỳ chất lượng luôn. Và dây giãn theo kiểu dây điện thoại như này, các bác có thể kéo dài tùy ý, các bác chỉ cần để trên bàn này, hoặc là nó có một cái phần ốc vít đây, các bác treo lên cái khu vực nhà tắm cho em. Đấy, nó sẽ hít như này thì các bác cứ treo dọc lên cái phần nhà tắm như này này. Đấy, treo lên nhà tắm như này khi, hoặc là treo lên tường, lúc nào mình dùng thì mình lấy, xong đó mình lại sập vào như này cho em là xong. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là sấy tóc trắng nhá, sấy tóc trắng hàng của Toshiba đó. Sấy tóc trắng giá sẽ là 300.000 một con máy sấy tóc như này, rất là ngon lành cho bác luôn đó. Sấy tóc trắng này, sấy tóc trắng giá của nó sẽ là 300k nhá, 300.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái đèn năng lượng 3 cánh nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh thì nó sẽ là một con đèn pin rời như này. Đèn pin rời như này có kèm cho các bác là một cái điều khiển này và một con đèn 3 cánh này, rất là tuyệt vời luôn, siêu sáng luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình di chuyển đi, để mình dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là làm đồ làm nghề, hoặc sửa chữa, rất là tiện. Đẩy cái này lên cho em này, rất là sáng luôn. Và có điều khiển từ xa như này nhá, có điều khiển từ xa như này. Đấy, tắt đi này, bật lên này, có cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng nhá, và không có người đi đến thì nó sẽ lại tắt nhá, rất là tiện luôn. Đấy, bật lên tắt đi này, bật lên này, có chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này, tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng các bác nhé. Con này các bác dùng để ăn cơm ăn nước này, hoặc là dùng để lấy ánh sáng trực tiếp ở các không gian đều ok hết nhá. Đó, và nó sẽ có cái chân cắm sạc cái này các bác này. Đấy, rất là tiện dụng cho các bác luôn. Thì các bác cắm năng lượng mặt trời vào như này cho em. Đó, lưu ý cho các bác là cái này thì khi mà mình cắm sạc vào là nó sẽ tắt đèn, cho nên là khi các bác dùng thì để cho em ở cái vị trí thấp, và con này nó có tác dụng dùng để di chuyển được, cho nên nó rất là tiện. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 nhá. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190k. Đó, đầy đủ cho các bác phụ kiện, ốc vít, ốc viếc đầy đủ hết cho các bác luôn. Đèn năng lượng 3 cánh, giá sẽ là 190.000. Đấy. Đèn năng lượng 3 cánh này. Đó. Lên cho em là đèn năng lượng 3 cánh này. Đèn năng lượng 3 cánh nhá, 3 cánh, giá của nó sẽ là 190k nhá. 190k cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái mài gót chân các nhá, máy mài gót chân. Con này thì rất là tiện ích luôn, để các bác dùng để mình chà gót chân để cho nó các cái gót chân của mình nó sẽ hồng hào và không bị thô ráp các nhá. Máy mài gót chân thì rất là tiện, có kèm cho các bác một cáp sạc và một cái viên pin nữa nhá. Một cáp sạc à một xin lỗi các bác là một cáp sạc và một viên đá nữa, phụ cho các bác là một viên đá nữa. Đây, đẩy lên như này. Đấy, các cái phần tay chân các bác bị da khô nứt nẻ này, rồi là các phần gót tay gót chân các bác sử dụng con máy này các bác mài đi chưa, nó rất là tiện dụng.
Đấy, khi các bác tắm xong này thì các bác mài chà đi thôi. Đó, gót tay, gót chân hoặc phần gan bàn tay, bàn chân nhá. Đấy, các bác mài chà đi cho em, rất là ok luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là một con máy mài gót chân như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Bên cho em là máy mài gót chân rất là tiện luôn. Có kèm cáp sạc như này cho các bác về nhà, các bác rất là tiện dụng khi mà sử dụng. Đấy, ngoài ra thì bên shop có bán thêm cả cái cao ngựa nữa. Cầm cho anh lọ cao ngựa này. Giá của nó sẽ là 30.000 cho lọ cao ngựa và con máy mài gót chân này là 100 nhá, 100. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Máy mài gót chân này. Máy mài gót chân giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho con máy mài gót chân như này. Và ngoài ra thì bên shop có bán thêm cái cao ngựa này, khi các bác mài xong thì các bác bôi vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Đó, mài xong thì các bác bôi vào cho em rất tiện ích nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái lọ cao ngựa như này, các bác bôi lên. Đấy, bôi lên các cái phần da như này, nó sẽ giúp cho các bác là da nó sẽ tái tạo da và giúp cho phần da của mình nó sẽ mềm mại các bác nhá, mềm mại. Đấy, giữ độ ẩm cho da rất là tốt luôn. Lên cho em đó là cao ngựa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một lọ cao ngựa như này. Giá của nó sẽ là 30.000. Lên cho em là cao ngựa nhá. Đấy, nó sẽ là làm mềm rất là tốt luôn các bác này. Đấy, sẽ làm mềm da rất là tốt luôn. Đấy, thì các bác dùng xong thì các bác bôi lên cho em để nó tái tạo giúp làm mềm da. Lên cho em là máy mài gót chân, giá của nó sẽ là 100 và cao ngựa sẽ là 30.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo 10. Đấy, bắt đầu miền Bắc vào mùa mưa bão hoặc là cả nước đang mưa bão rất là nhiều nhá. Thì các bác dùng cái keo dán tôn này cho em nó rất là tiện. Bản của nó là 10 cm chiều dài thì khoảng là từ 5 m trở lên. Đấy, trên dưới 5 m nhá. Lên cho em là keo 10 này, keo 10. Giá sẽ là 40.000 trên một quận như này nhá, 40.000 trên một quận keo 10 như này. Đấy, thì con này nó dán rất là tốt luôn, chịu được nhiệt độ cao nhá, từ âm 40 độ đến 7. Đấy, 700 độ C nhá, đến 110 độ C. Đấy. Bám dính của nó rất là tốt luôn, lên tới 700% nhá, độ bám dính lên tới 700%. Chịu được nhiệt độ là 110 độ C lên tới âm 40 độ C, thoải mái các bác sử dụng luôn. Đấy, hàng thì cực kỳ chất lượng. Bản 10 cm thì các bác dán lên các cái phần mái tôn, phần bị thấm rột các bác nhá. Các bác này, ví dụ như là một cái thùng nó đang bị chảy như này, các bác chỉ cần bịt vào cho em là xong. Đó. Đây các bác thấy không? Dán giữ nước rất là tốt luôn, các bác thấy không? Đấy. Thì nền nhà rồi các cái phần tường hoặc là trần nhà bị thấm rột này. Đấy, các bác dùng cái keo dán tôn này dán lên cho em. Ở trong thì nó sẽ có một cái lớp màng mỏng, các bác bóc cái màng ấy ra trước, sau đó thì mình sẽ dán lên các cái phần bị thấm rột này. Mái bằng này, mái tôn này rồi là tường này, rồi nói chung là tất cả các vị trí đều ok hết nhá. Các bác chỉ cần dán lên cho em, đặc biệt là đang mùa mưa như này. Đấy, để nó thấm rột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công trình nhà mình. Đó, và rất là bất tiện. Đấy, mưa rột vào trong nhà thì các bác chỉ cần dán lên cho em là ok. Lên cho em là keo dán tôn, giá chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhé. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Con này thì giá chỉ có 35.000 thôi, rất là tiện. Các bác chỉ cần là về nhà các bác cắm điện cho em, bật công tắc lên và xoáy bóng vào đây. Xoáy bóng vào đây cho em là xong. Đó, đuôi lò xo A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Có thể xoắn như này. Đấy, xoắn đảo vị trí các kiểu con này đều được luôn. Đó, xoay vòng như này để các bác đưa vào cái vị trí nào mình cần chiếu sáng nhá. Lên cho em là đuôi lò xo A. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35.000 nhá. 35.000 thôi cho một cái đuôi lò xo như này. 35.000, rất rẻ và tiện dụng luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sách nói nhá, sách nói. Đây là cái sách quý song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, các bác có thể dùng cho các bé cấp 1, cấp 2 đều sử dụng được hết nhá. Đặc biệt là mầm non và cấp 1 nhá. Đặc biệt là mầm non cấp 1, sách quý song ngữ cho trẻ em. Đấy, nó sẽ có hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt nhá. Con này thì bên shop bán nó sẽ là 110.000 và không kèm pin nhá. Về nhà thì các bác tự mua pin thôi. Còn cái này em chỉ lắp mẫu và để em review cho các bác xem thôi. Đó, lưu ý các bác vậy, không đến lúc các bác lại bảo là sao không có pin. Đấy, cái này thì nó không có pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin giúp cho em. Đó. Em bán là không kèm pin. Giá sẽ là 110.000 cho một cái sách nói như này. Về nhà các bác lắp pin thì lưu ý các bác là lắp đúng chiều cho em nhá. Lắp đúng chiều này. Đấy, sau đó thì mình bật lên này. Nó sẽ có cho các bác là hai phím này, một phím nguồn là màu vàng này. Phím nguồn màu vàng, còn cái phím. Khi các bác sử dụng trang nào thì mỗi trang nó sẽ có một cái phím của nó riêng. Đấy, phím nguồn của trang riêng. Đấy, tên lửa này. Đấy. Tiếng Anh rocket. Đấy, rocket tên lửa tiếng Anh. Đấy. Có ca nhạc này. Có câu hỏi này. Đấy, có đọc sách này. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp, nhưng phải cái rồi biếng và cầu thả. Cái đấy chỉ có chân dẹt thôi. Cái đấy chỉ có chân dẹt thôi.
vào cả nắm sợi ném xuống đất. Cô có một người hầu gái làm ăn chăm chỉ, nhặt những quãng sợi vứt đi, đem giặt, xê lại và giày từng một chiếc áo đẹp. Một chàng thanh niên hỏi cô gái lười biếng làm vợ. Không có. Tối hôm làm lễ cưới, cô dâu. Đấy thì có đọc sách này, có tiếng Anh này, có tiếng Việt này, có ca nhạc này, xe đạp này. Đấy, tiếng Anh này. Đấy, rất là ngon lành luôn. Và có rất nhiều chủ đề cho các bác nhé, rất nhiều chủ đề cho các bác này, rất nhiều chủ đề, rất nhiều ngôn ngữ này, xe cộ này, sách vở này, quần áo này, đấy, trái cây này, động vật này, đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là sách nói nhé, sách nói, giá sẽ là 110.000 cho một quyển sách nói như này. Rất là tiện dụng, các bác có thể mua để làm quà cho các em nhỏ cũng rất là ok. Đấy, làm quà sinh nhật, ông bà mua cho cháu hoặc là bố mẹ mua cho con. Lên thì em là sách nói, giá sẽ là 110.000 nhá. Sách nói 110.000 cho cái quyển sách nói như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác. Cái dòng sản phẩm đó là cái hút thổi bụi điện nhá. Con này thì nó chạy bằng điện cho nên là em lên nó sẽ là hút thổi bụi điện. Và con này thì nó sẽ là cả hút cả thổi luôn. Đấy, và nó chạy bằng điện nhá. Công suất của nó thì con này thì trước em lên nó sẽ là hút bụi xanh nhưng mà nhiều khi lại nhầm. Đấy, hàng của thương hiệu Masika này, Masika hàng của Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đấy, đây. Điện 220V, dung tích của nó sẽ là 1600 min trên phút nhá. Đấy, 2,3 khối. Đấy, và 650W, hàng của Masaki, hàng của Nhật nhá. Thì con này cả hút cả thổi luôn. Đấy, cả hút cả thổi luôn. Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá. Con này nó chạy bằng điện. Đấy, bên shop có cả loại chạy bằng pin và con này là chạy bằng điện cho nên là lên cho em là hút thổi bụi điện. Giá thì bên shop đang gửi tới đừng mài bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là đây, con này thổi cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ test cho bác xem này, thổi này. Đây. Đấy, được không? Thổi tung dài lên luôn nhá. Thổi tung dài luôn các bác. Đấy, đây. Thổi cho bác xem này, tung dài luôn. Thổi tung dày luôn các bạn. Đấy, thổi rất là khỏe luôn. Khi các bác muốn dùng chế độ hút thì mình đảo chiều đi cho em nhé. Đấy, dùng chế độ hút thì mình xoáy cái này ra này, sau đảo chiều vào đây. Đấy, đảo cái chiều này đi cho em. Đảo chiều này đi này. Đấy, là chế độ hút này. Và các bác lắp cái đầu hút này vào đây. Cái đầu hút này vào này. Đấy, là chế độ hút này. Đây, hút thì các bác cái này mình hút thôi. Hút rất là sạch luôn nhá. Đấy, con này thì nó sẽ chế độ vừa cả hút cả thổi nhá. Đấy, cả hút cả thổi ở đây, cái phao của nó này. Đấy, cả hút cả thổi luôn nhá. Đây. Đấy, rất là tiện ích nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hạt rẻ luôn. Bao nhiêu nhỉ? Hả? Lên cho em là hút thổi bụi điện nhá, chạy bằng điện. Giá sẽ là 260.000. Con này thì các bác có thể mua về để thổi lá cây này. Nhà bác nào sân to nhiều lá cây này, hoặc các bác nào làm thợ làm nghề hay cần phải thổi bụi vệ sinh các kiểu thì các bác dùng con này cho em, rất là tiện. Giá thì chỉ có cho bác là 260.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hút thổi bụi điện nhá, hút thổi bụi điện này. Hút thổi bụi điện, thổi bụi điện giá sẽ là 260.000, 260k. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con này nó sẽ là một cái sản phẩm rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó là cái giá inox nhá. Các bác lên cho em là giá inox. Con này thì các bác bắt vào các cái phần khu vực của cái vòi chậu rửa để mình đựng bú rác rồi khăn rửa bát các kiểu cho vào đây. Các bác bắt vào đây cho em này. Đấy. Các bác lắp vào cái đầu này cho em nhá. Đấy. Lắp thì mình sẽ lắp nó sập vào đây. Đấy, các bác lắp sập vào đây cho em. Đó, xoay đi cho nó sập ở đây. Lắp sập ở đây này, sau đó thì các bác xoáy cái phần đầu này vào này. Xoáy cái đầu này vào cái chậu rửa này. Chậu rửa rửa bát đũa đấy. Đấy, các bác xoáy vào đây chưa? Đấy là nó sẽ kết nối vào nhá. Rất là tiện dụng luôn. Thì con này các bác xoáy vào cái chậu rửa bát là ok nhá. Và cái vòi chậu rửa bát đây là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 trong cái giá inox như này. Cái này thì nhà nào cũng có chậu rửa bát và cũng bắt buộc phải có cái giá này để mình sử dụng nó rất là tiện. Đấy thì đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Lên mã giúp cho em đó là giá inox nhá. Giá inox này. Giá inox bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k. 30.000 cho một cái bộ giá inox như này. Đây. Thì các bác nhá, nó sẽ là một cái giá như này rất là tiện dụng luôn này. Bình thường nếu các bác sử dụng thì nó sẽ vướng víu nhưng mà có con giá này rất là tiện. Các bác có thể để
các cái đồ của chậu rửa bát rồi vắt khăn vắt chiếc đều ok hết nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đây. Đấy, lắp đặt thì nó đúng như trên video này thôi, rất là tiện. Thì các bác chỉ cần là cho vào, sau đó thì mình bắt vào cho em này là xong. Đó, bộ sản phẩm của nó thì đầy đủ như này, về nhà các bác chỉ lắp đặt vào cho em là xong. Rất là tiện. Đấy, đây các bác xoáy ra này. Xoáy vào cho em này, sau đó thì mình để chậu rửa túi tiếc khăn kiếp các thứ. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Lên cho em là giá rửa bát nhá. Đấy. À, giá inox nhá, lên cho em là giá inox. Chỉ có 30.000 cho một con giá inox mà thôi. Đấy, bình thường các bác dùng như này thì nó rất là bẩn thỉu nhá. Nhưng mà đây, các bác chỉ cần xoáy vào, lắp vào cho em là xong này. Đấy, đặt các cái thứ lên rất là tiện luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000 nhá, lên cho em là giá inox nhá, giá inox 30k. 30.000 cho con giá inox như này. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Đây. Đấy, sản phẩm như này các bác này. 30.000 nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp đặt vào cho em là xong. Đấy, xoáy vòi ra lắp vào cho em là xong. Lên cho em là giá inox 30.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ép tỏi nhá, ép tỏi, hàng của thương hiệu Willing của Đức. Đây, hàng thương hiệu Willing của Đức này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Về nhà thì các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là đơn giản và tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Đây thì nó sẽ là một con ép như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần này để các bác cho tỏi, cho tiêu, cho các loại hạt vào đây. Đấy, các loại củ quả ở đây mình ép này. Và cái đầu này của nó thì nó sẽ là lùi ra hết như này, cho nên khi các bác ép là nó sẽ đẩy ra hết luôn. Lên mã giúp cho em là ép tỏi nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, lên cho em là ép tỏi, giá sẽ là 100.000. Hàng của thương hiệu Willing hay hình người của Đức này. Willing hay hình người của Đức. Hàng inox 304 nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Khi các bác ép thì cái đầu này nó lòi hết ra như này, cho nên các bác yên tâm. Đấy, ép là nó sẽ đẩy ra hết luôn, các bác yên tâm sử dụng. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi này. Đó. Lên cho em là ép tỏi nhá. Đó. Ép tỏi giá thì sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ ép tỏi như này. Đó, 100k cho cái tay ép tỏi nhá các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dao gọt của Đức nhá. Các bác lên cho em là dao gọt Đức. Con này thì hàng của thương hiệu Willing của Đức, dài khoảng 22 cm. Đây, made in Germany này. Đó, made in Germany, hàng thương hiệu Willing của Đức nhá, cực kỳ chất và xịn sò cho bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Con này thì hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy, em sẽ test dọc giấy cho bác xem qua theo. Nó rất là bén luôn các bác theo. Siêu bén luôn nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng liền thân nhá. Dòng cán liền thân như này và có phủ một cái lớp cao su để một cái lớp nhám, gọi là đánh nhám chứ không phải cao su đâu. Đánh nhám để chống trơn trượt nhá. Chiều dài của nó khoảng 22 cm. Con này thì các bác dùng để gọt hoa quả cái thứ rất là ok luôn. Dùng để mình gọt hoa quả này, rồi là nói chung là ăn hoa quả hoặc thái rau thái diếc cũng được, rất là tiện. Đó, gọt hoa quả, chủ yếu là gọt hoa quả là rất là ok luôn nhá. Đó, lên mã giúp cho em là dao gọt Đức nhá. Gọt Đức, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một con dao gọt Đức như này nhá. Lên cho em là gọt Đức, giá sẽ là 70k. Đó, lên cho em là gọt Đức này. Gọt hàng của Đức mà, lên cho em là gọt Đức, giá của nó sẽ là 70k trên một con nhá. 70.000 cho một con dao gọt Đức như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái vòng trầm. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ có 108 hạt và có một cái bông sen tròn ở giữa như này. Đấy, một bông sen tròn ở giữa này. Con này thì sẽ giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Con này thì được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Đó, giá nhập của nó sẽ là 1.800.000 Việt Nam đồng nhá. Nhưng mà hôm nay thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 thôi. Giá thanh lý cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, Trầm Hương cao cấp Tống Gia này, 1.800.000 này. Đó, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng nhá. Và hôm nay thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 50k trong cái vòng trầm gỗ này thôi. Rất là đẹp luôn. Đấy, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt nhá. Và đây thì nó sẽ đựng trong cái hộp gỗ cực kỳ xịn sọ như này. Hàng này của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty Trầm Hương Tống Gia. Và hàng này thì giá phân phối cho bác giá cực tốt luôn. Đấy, các bác lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá thì sẽ là 50k nhá. 50k trong con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp như này. Giá chỉ có 50.000 thôi. Giá siêu tốt cho anh em luôn, siêu tốt cho anh em luôn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái quạt ô tô nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Con này thì các bác về các bác cắm cái tàu ô tô là sử dụng cho em là ok. Đấy, thì ngoài ra nếu mà bác nào không có ô tô thì mình vẫn có thể sử dụng bình thường bằng cách là bác nào nhà các bác có cái áp quy 12V nhá. Con này nó sử dụng điện 12V, có áp quy 12V cho em. Thì cái phần điện dương là các bác đấu vào cái phần lõi trong này, điện âm đấu với dây ngoài này cho em. Dương là cái phần lõi tròn này và âm là cái phần dẹt này. Đó, thì nó sử dụng điện 12V.
và động cơ không chổi than, chạy bền bỉ xuyên ngày xuyên đêm được luôn. Đấy, có thể xoay 360 độ này rất là tiện dụng này. Có công tắc bật số 1, số 2 nhá. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái quạt ô tô như này nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô, giá sẽ là 130k. Đó, lên mã giúp cho em là quạt ô tô này, đó. Quạt ô tô giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái pin 18650 nhá. Pin 18650 như này. Con này thì nó sẽ là dòng pin Ultra nhá. Đấy, Ultra các bác này. Đấy, pin Ultra Li-ion nhá. Đấy, pin Li-ion này. Đấy, 18650 này, 6800 mAh. Đó, và pin của nó là pin Li-ion 3.7V nhá. Pin Li-ion 3.7V như này. Pin 18650. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một quả pin như này nhá. Lên cho em là pin 18650 này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em là pin 18650. Pin 18650. Giá của nó sẽ là 30k trên một viên nhá. 30k trên một viên. Đó. 30.000 trên một viên pin 18650 như này. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Các bác có thể mua về để mình đóng pin hoặc là sử dụng cho các cái công việc đều ok hết nhá. Đấy. Giá sẽ là 130.000. Giá sẽ là 30.000 cho một viên. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn wifi nhá. Đèn wifi con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và nó rất là tiện ích luôn. Cái phần đầu thân hình của nó thì bằng hợp kim này, còn lại là cái phần này bằng nhựa này. Bên trong của nó là sử dụng hai quả pin 18650 luôn, siêu khỏe luôn. Đèn thì rất là sáng nhá, có thể điều chỉnh pha nhá, rất là sáng cho các bác luôn. Có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này và chế độ nhấp nháy này. Đấy, và sẽ có chế độ cảm biến nhá. Đấy, bật lên này, tắt đi này, bật lên này, tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đấy, rất là tiện nhá. Các bác chỉ cần gạt tay qua như này là nó sẽ bật tắt cho các bác này. Tắt này, bật này, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Siêu nhạy luôn, 10 cái ăn cả 10 nhá. Đấy, và có quai đeo như này cực kỳ là ôm đầu luôn. Quai mềm dai cực kỳ ôm đầu cho các bác luôn. Giá thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130.000. Đó, lên cho em là đèn wifi, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn wifi như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái bật lửa rồng, à bật lửa ngọc nhá. Bật lửa ngọc nó sẽ là hình viên ngọc như này. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có màu vàng và màu bạc. Đấy, đây, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc cho các bác nhá. Đấy. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ là một dòng bật lửa mà có đính hai viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp này. Đấy, đính viên ngọc màu đỏ này rất là đẹp luôn. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 trong con bật lửa ngọc như này, hàng cao cấp cho các bác luôn. Con này thì về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em nhá. Đấy, nó là dòng bật lửa đá. Về nhà các bác cho xăng thơm vào cho em. Hàng VIP Pro cho bác luôn. Mạ vàng 18 carat và con này là mạ bạc nhá. Đó, mạ bạc. Đó, rất là đẹp luôn. Bền bỉ giữ màu cực kỳ là tốt luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá. Đấy, nó sẽ có hình viên ngọc như này. Cho nên các bác lên cho em là bật lửa ngọc. Giá thì con này về nhà các bác tự cho xăng thơm hoặc cho dầu vào cho em nhé. Cho xăng thơm, cho dầu cho em, nó có sẵn đá đấy rồi. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Giá siêu tốt cho bác luôn nhá. Đấy, giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa ngọc nhá. Đấy. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho một em bật lửa ngọc như này. Đấy, lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Đó. Bật lửa ngọc này. Bật lửa ngọc giá của nó sẽ là 130k nhá. 130k trong con bật lửa ngọc như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 45.000 cho một chai xịt bếp như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc cái dạng là bọt như này, bọt như này. Đấy, thì ví dụ như là nó hương chanh rất là thơm luôn. Thì con này là hương chanh tự nhiên nhá, và chiết xuất tự nhiên rất là thơm. Thì bàn bếp này rồi bếp ga rồi các khu vực nào mà bị dính dầu mỡ các bác xịt vào cho em, cực kỳ là hiệu quả luôn. Dung tích của nó sẽ là 500ml nhá, 500ml. Các bác lên cho em là xịt bếp nhá. Hãy lên cho em là xịt bếp, giá thì sẽ là 45.000. Đó. Lên cho em là xịt bếp này, đó. Lên cho em là xịt bếp, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một chai xịt bếp như này, rất là tiện dụng luôn. Đó, lên cho em là xịt bếp nhá. Xịt bếp giá của nó sẽ là 45k. Rồi em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Cái chai xịt bếp này dùng rất là tiện. Đây các bác này, nó rất là tiện này. Ví dụ như là các cái phần bếp nhà mình nó bị hoen ố gì sét không đánh đi được này. Các bác xịt vào cho em. Sau đó thì các bác đánh đi cho em là sạch luôn. Đấy bác theo. Đây. Đấy, con này thì công dụng của nó cực kỳ hiệu quả luôn. Và hương chanh tự nhiên rất là thơm nhá.
Xịt bếp đa năng làm sạch rất hiệu quả nhá. Đó. Các bác có thể xịt tẩy rửa đi rất là sạch luôn. Đấy, vết bám dầu mỡ cặn bám các thứ liên quan đến mỡ là nó tẩy rất là tốt và hương chanh rất là thơm không bị hắc. Giá thì chỉ có 45.000 cho một chai xịt bếp này thôi. Lên cho em là xịt bếp các bác nhá. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ dao Nhật các bác nhá. Các bác lên cho em là bộ dao Nhật đây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này các bác này. Nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, giá rất là tốt luôn. Và đây là chọn bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ, một kéo này và sẽ có cho các bác là bốn con dao nhá, bốn con dao luôn. Đây. Đấy, sẽ có cho các bác là bốn con dao như này, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó, bốn dao, một kéo, một giá đỡ, một rũa. Đó, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là như này. Đấy thì con dao nặng này thì nó vào khoảng là 4 đến 5 lạng này, 4 đến 5 lạng. Còn con nhẹ này thì nó vào khoảng là 3 lạng. Và đây là một con dao thái này và đây là một con dao gọt này. Đó thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao, một rũa, một liếc. 4 dao này, một rũa, một kéo và một kia giá đỡ như này nhá, một cái giá đỡ như này. Đó. 4 dao, một đấy một giá đỡ như này. Và chọn bộ sản phẩm như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là bộ dao Nhật nhá. Bộ dao Nhật đó. Lên mã cho em là bộ dao Nhật 7 món này, 1 2 3 4 5 6 và cả cái giá đỡ nữa là 7. Đấy, lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá. Các bác các bạn lên cho em là bộ dao Nhật nhá. Đó, bộ dao Nhật này. Giá của nó sẽ là 930.000 nhá, 930k và bao ship tận nhà cho bác luôn. Đó. Và bên em có chính sách ưu tiên nếu bác nào mà chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì bên em tính tròn cho bác giá là 900.000 thôi. 900k. Đấy, còn nhận hàng thanh toán thì sẽ là 930.000. Đấy, lên cho em là bộ dao Nhật 7 món nhá, bộ dao Nhật 7 món. Đấy. Bộ dao Nhật 7 món nhá, giá của nó sẽ là 900.000 đối với các bác nào chuyển khoản hết. Còn 930.000 là nhận hàng thanh toán là 930.000. Đó thì ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái giá đỡ này, một giá đỡ rất là ngon lành xịn sò như này này, một cái giá đỡ các bác này. Đấy, một giá đỡ này. Kèm thêm cho các bác là một cái liếc này, một cái liếc các bác lắp đây cho em nhá. Đó. Và một con kéo này. Con kéo này của nó thì cũng rất là chắc chắn luôn nhá. Đấy, kéo rất là chắc chắn và ngon lành luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Wattbo của Nhật này. Rất chắc chắn ngon lành cho bác luôn, con kéo rất là đẹp này. Đấy, tiếp theo thì sẽ đến cho bác đầu tiên là một con dao gọt này. Con dao gọt này, con này cũng rất là bén luôn con này. Đấy, dao gọt rất là bén luôn. Dao gọt rất là bén luôn, con này thì dài khoảng 20cm nhá. Đấy, Japan con này. Đó, đây Japan, Wattbo Japan cho bác này. Đây, Wattbo Japan con này. Đó. Tiếp theo thì sẽ đến cho bác là một cái con dao dao Thái này. Con Thái này thì bên em có bán lẻ nhá. Con này bên em đang bán lẻ, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, nếu các bác mua lẻ thì lên mã giúp cho em là dao vuông nhá, dao vuông. Đó. Hàng siêu bén cho bác luôn. Đó. Lên cho em là dao vuông. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con dao vuông như này. Nếu mua lẻ là nguyên con này là 180.000 nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai con dao. Một con dao Thái bản to nhá. Con này cũng rất là bén luôn các bác này. Đấy. Thái bản to như này rất là bén con này. Đó. Con này thì các bác dùng để băm nhẹ này, băm nhẹ. Đấy, con này thì nặng khoảng 2 đến 3 lạng này. Đấy, con này thì từ 4 đến 5 lạng này. Con này các bác dùng để chặt thoải mái luôn nhá. Cũng rất là bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Thì chọn bộ như này. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này nhá. Và chọn bộ bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 930.000. 930.000 cho một cái bộ dao Nhật như này nhá. Giá của nó sẽ là 930.000. Còn các bác mua chuyển khoản hết thì bên em tính cho bác là giá là 900. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Lên mã giúp cho em là V46 này. Bao gồm cho các bác là 46 chi tiết trong một cái hộp như này. Đấy, 46 chi tiết trong hộp như này. Đầy đủ chọn bộ cho bác xem luôn. Ốc vít, ốc viếc nói chung là đầy đủ hết nhé. Combo cho bác 46 chi tiết như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Con này thì đặt trước giá gửi tới các bác là 130.000. Cầm những cái dây điện vàng. Đợt này bên shop về cho bác giá còn tốt hơn rất là nhiều luôn. Chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này nhá. Bao gồm cho các bác là 20 đầu vít này, 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 11, 22 đầu vít này. Một tay công, một tay nối dài này, một tay ngoắt nghéo này. Tay công, tay nối dài, tay ngắt nghéo đầy đủ cho các bác luôn. Và các bác có thể lắp trực tiếp vít vào tay công như này nhá. Đấy, lắp vít vào tay công như này. Con này thì có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều cho các bác luôn. Các bác có thể sử dụng đảo chiều này hoặc là các bác có thể sử dụng trực tiếp cái phần tay công này cho em này. Đây, tay công này cho em. Đó, để mình sử dụng này, rất là tiện luôn. Tay này thì các bác sử dụng tay vít này, tay vít này. Đấy, hoặc các bác có thể dùng tay công nối dài này. Ở đây nó sẽ có cả tay công nối dài cho bác luôn. Đấy, tay công nối dài cũng rất là ngon luôn. Đấy, thì các bác có thể sử dụng tay nối dài này cho em này. Đấy.
khi các bác lắp thì cái bi này nó rất là chặt, cho nên là các bác lắp đúng lẫy bi và lắp chặt vào cho em là ok nhá. Đấy, đúng lẫy chiều bi và lắp chặt cho em là xong. Ok đó. Ở đây nó sẽ có một cái phần mắt cá bi nhá, mắt cá bi, nên các bác đúng lắp đúng phần mắt cá bi chưa? Đó. Có xoáy nhanh, có đảo chiều các kiểu, là điểm luôn. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái bộ V46 như này, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết luôn. Đó. Đấy, trên dưới 40 chi tiết nhá. Bên em gọi nó là V46 nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là V46, giá sẽ là 120.000. Về nhà các bác làm nghề sửa chữa rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là V46 này. V46 giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho bộ V46 như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop. Bên shop tiếp tục về cho bác cái dây điện vàng nhá. Dây điện vàng này. Con này thì nó sẽ là dây 1.5 nhá, dây 1.5. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho một cuộn dây chấm 5 như này. Dây của nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là sử dụng dây dài 30m nhá, dây dài 30m, rất là chất lượng cho bác luôn. 195.000 hàng nội địa của Nhật nhá. 195.000 hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất chất lượng các bác nhá. Dài 30m. Con này dây dài 30m luôn. Dây lõi đồng 1.5 dài 30m. Các bác lên cho em là dây vàng nhé, dây vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên cho em là dây vàng này. Dây vàng 1.5 nhá, dây vàng 1.5. 1.5 chấm nhá. Giá của nó sẽ là 195k. 195k cho cái dây vàng 1.5 như này. Đấy, dài 30m. Cuộn này của nó sẽ là dài 30m nhá. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Lên cho em là dây vàng, giá sẽ là 195.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dây xanh này. Dây xanh này thì cũng là hàng nội địa của Nhật, và con này nó sẽ là dây 2.5 nhá. Dây 2.5, và bên shop đang gửi lõi 2.5. Đấy, thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó sẽ theo biểu nhá. Nó sẽ có theo biểu cho các bác luôn. Đó. Theo biểu cho các bác thì ở đây nó sẽ là dòng dây 2.5, hàng dây lõi đồng. Đây. Đấy, Japan này, đấy Japan CU này. Japan CU. Đấy, chịu công suất của nó là 300 đến 500V FA 2.5. Đấy, Japan CU nhá. Thì con này của nó dây 2.5, cực kỳ là bền bỉ và chắc chắn luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Đấy, thì cái này của nó lõi 2.5, và dây của nó là dây lõi đồng 2.5, siêu mềm và dày dẫn chắc chắn, cho nên cái giá nó sẽ tốt hơn một chút các bạn. Giá sẽ tốt hơn một chút. Thì các bác lên cho em là dây xanh nhá. Thì bên em có loại 5m, loại 10m và loại 30m. Thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác thôi. 5m, 10m và 30m. Các bác muốn lấy cỡ nào thì lấy, để cho nó phù hợp với cái công năng mục đích sử dụng của các bác. Thì bên shop bán nó sẽ có cái biểu như sau nhá. Đấy, có cái biểu như sau cho các bác này. 5m thì nó sẽ là 220.000. Đó. 5m, dây 5m thì sẽ là 220k nhá. Các bác lên cho là dây xanh 2.5 nhá. Dây xanh. Đấy, 2,5 ly này. Các chiến công trình dùng máy móc thoải mái luôn, dây xanh 2,5 ly. Đó, 5m 220. 10m thì nó sẽ là 330.000, 330k. Và 30m thì nó sẽ là 650.000 nhá. Bao ship tận nhà cho bác luôn. Đấy, bao ship tận nhà cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái keo vá tường này. Đây. Nó sẽ là một cái dòng keo rất là tiện ích các bác này. Ở đây thì nó sẽ là cái dòng keo như này, nó như là một cái đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là niêm phong nguyên đai nguyên kiện như này các bác này. Đấy. Nó sẽ là một cái dòng keo đặc biệt cho các bác luôn. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần tường mà nó bị bong nứt rồi thấm rột rồi gọi là bị ẩm ướt ấy, nó bong chốc ra thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, các bác nặn ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ là một cái lớp keo như này. Đấy, vá lên tường rất là tốt luôn. Đấy, cái này của nó thì nó khá là đặc, nên là các bác phải nặn thì nó mới ra được các bác nhá. Đó, nó rất là đặc các bạn. Đấy, rất đặc luôn, thì khi mà các bác dùng mình cho lên tường nó rất là tốt. Đấy, đây. Các bác có thể là ví dụ như là tường bị thấm rột này, các bác ấy vào cho em, nó bị nứt bong chốc các bác quẹt vào cho em. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Các lên cho em là keo vá tường nhá, giá của nó sẽ là 40.000. Đó, keo vá tường này, keo vá tường giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một lọ như này. Đây các bác nhá, các cái phần tường nó bị nứt, bị bong chốc, bị thấm rột như này, các bác dùng cái này cho em. Đó, sau đó thì mình đưa vào mình gạt đi cho em là xong. Đó, bong chốc thấm rột rồi trẻ con vẽ rồi bẩn rồi nứt các thứ các bác đưa vào xem rất là ok luôn.
Đấy, ổ điện của điếc các bác vá vào cho em này. Đấy, rất là đẹp nhá. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một lọ này chỉ có 40.000 thôi. Về nhà các bác sử dụng ở các cái vị trí tường bị nứt, bị bong chốc, bị thấm ẩm các thứ các bác dùng cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. Lên cho em là keo vá tường. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Nay thì bên shop lại cập nhật rất nhiều mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác một cái mã sản phẩm rất là hay để các bác dùng để sử dụng trong gia đình nhà mình. Về một cái bếp nướng các bác nhá. Các bác lên cho em là bếp nướng. Giá thì hàng thì của thương hiệu Sunhouse rồi. Đây. Sunhouse thì nó là một cái dòng thương hiệu nổi tiếng nhá. Đấy. Bề mặt phủ chống dính đá hoa cương này. Đá của Mỹ nhá, đá hoa cương của Mỹ các bác này. Đấy, bền đẹp kháng khuẩn. Dung tích của nó là công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Lên mã giúp cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là rất là tuyệt vời cho bác sử dụng rồi. Và cũng rất là đơn giản thôi, nó sẽ là một con bếp như này. Kích thước thì đây em sẽ đo thực tế cho các bác xem luôn. Cái con bếp nướng này, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái con bếp nướng như này. Bề mặt của nó là tráng đá hoa cương nhá, tráng đá hoa cương. Nó rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây, sử dụng điện 220V, công suất của nó là 1500W nhá, 1500W. Đó, hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp cái này vào cho em thôi này. Đấy, lắp cái phần này vào cho em. Đây, các bác lắp cái này vào cho em, cắm trực tiếp điện 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 đi em, lắp cái này vào đây. Đó, sau đó thì các bác có thể điều chỉnh chiết áp ở đây các bác này. Đấy. Đây. Lắp cái này lên này, bật lên này. Điều chỉnh chiết áp ở đây các bác nhá. Nó rất là đơn giản vậy thôi. Và kích thước của nó thì nó sẽ là chiều dài của nó tổng thể tính cả cán thì nó sẽ là 48 nhá. Đấy, tính cả cán 48 và nguyên cái phần bếp này thì nó sẽ là 40. Phần bếp này thì dài là 40 nhá, dài là 40. Phần bếp này dài là 40 này và chiều rộng của nó là 23. Dài 40, rộng 23. Đấy, nó sẽ làm con bếp như này. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần khuyết như này để khi các bác nướng thì cái mỡ nó sẽ chảy xuống đây. Đấy, mỡ nó sẽ chảy đây và các bác dùng cái bát hoặc cái khay các bác hứng vào cho em. Đó, và đây thì nó sẽ là một cái phần nướng tráng đá hoa cương nhá, chống dính cực kỳ là tốt luôn. Đó, lên cho em là bếp nướng nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác với giá đó là 350.000 cho một con bếp nướng như này. Con này thì nói chung là cũng khá là tiện dụng để cho các bác sử dụng mà mình ăn đồ BBQ, đó, đồ nướng, đồ niếc, các bác dùng cái này rất là ok. Và giá thì cũng rất là hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000 cho một con bếp nướng như này nhá. Đó. Nói chung là con này thì rất là tiện ích luôn để các bác mua mình sử dụng trong gia đình nhà mình. Đấy, mình ăn đồ nướng, đồ niếc là sử dụng con này rất là ok. Và giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là bếp nướng nhá. Bếp nướng, giá của nó sẽ là 350k cho bọn em bếp nướng như này. Đó, 350.000, rất tiện dụng luôn. Thì nhà các bác nào có không gian mà thích ăn những cái đồ nướng, đồ chế sẵn là các bác dùng con này kia. Nó rất là tiện ích các bạn. Đấy, lên cho em là bếp nướng, giá của nó sẽ là 350.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho là bếp nướng này. Đó. Lên cho em là bếp nướng nhá. Đó, bếp nướng. Giá của nó sẽ là 350k. Và bao ship tại nhà cho bác luôn. 350.000 nhá, 350k. Và bao ship tại nhà cho bác một con bếp nướng như này. Nhận hàng các bác có thể cắm điện thử cho nóng ok rồi thanh toán nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng bếp nữa, đó là một cái dòng nồi lẩu nữa. Đó là các bác lên cho em là nồi lẩu Osaka nhá, nồi lẩu Osaka. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Đấy, lên cho em là lẩu Osaka. Con này thì rất là tiện luôn. Các bác cũng có thể dùng để mình chiên, rán, xào, nấu đều ok hết nhá. Lên cho em là lẩu Osaka này. Đấy. Thì nó sẽ là một con nồi lẩu chất lượng như này con này. Đấy, nồi lẩu chất lượng cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Osaka nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng thương hiệu Osaka. Con này thì nó sẽ sử dụng điện 220V và dung tích của nó thì đây. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái đầu cắm chiết áp như này. Đấy, phần vung phần viết của nó này. Đấy, vung được bọc để chống vỡ này. Đấy. Kính của nó là nắp kính cường lực nhá. Đấy, nắp kính cường lực cho các bác luôn. Đó. Rất là chất lượng này. Đấy, Osaka này. Rất chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đầy đủ luôn.
hàng của thương hiệu Osaka nhé. Ở đây thì nó sẽ là một con nồi như này. Đấy, đây là cái nắp để các bác xoáy vung này, và nó sẽ có cho các bác một khay này để khay hấp này. Đấy, con nồi này của nó thì nó sẽ khá là dày dẫn các bác nhé, khá là dày dẫn luôn. Đó, đây hàng made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây, made in Japan Osaka này. Đấy, Osaka made in Japan. Nồi này của nó khá là dày luôn và có chống dính nhá. Nồi khá là dày có chống dính luôn. Các bác chỉ cần kết nối điện vào cho em là xong. Đó, con này thì các bác có thể dùng để chiên, rán, xào, nấu đều ok hết nhá. Đấy, chiên, rán, xào, nấu đều ok hết. Đây, cắm kết nối vào cho em là mình sử dụng thôi. Đấy, và có chiếc áp điều chỉnh to nhỏ đây, có số 1, số 2, số 3 các bác có thể điều chỉnh này. Con này thì dung tích của nó khá là lớn nhá, dung tích của nó khá là lớn luôn. 3,5 lít nhá, 3,5 lít. Các bác dùng để ăn lẩu con này cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, dung tích của nó tới 3,5 lít cơ. Cho nên các bác dùng ăn lẩu cực kỳ thoải mái này. Bên ngoài của nó thì hoa văn rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn rất là đẹp này. Bên trong của nó thì tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, và khá là dày dẫn chắc chắn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka. Giá của nó sẽ là 390.000. Đấy. Lên cho em là nồi lẩu Osaka này. Đấy, nồi lẩu này. Nồi lẩu Osaka giá của nó sẽ là 390.000 nhá. 390.000 và bao ship cho cái nồi lẩu Osaka như này. Lên mã treo là nồi lẩu Osaka. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kệ góc nhá. Đây nó sẽ là một cái kệ nằm ở góc như này các bác này. Đấy, một cái kệ nằm ở góc như này. Thì các bác có thể cho vào nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rồi các khu vực đều ok hết nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái miếng dán đây. Miếng dán này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhé. Đấy, các bác cắt ra làm đôi cho em. Cắt ra làm đôi sau đó thì mình dán quạt qua hai góc này cho em này. Đấy, cắt ra làm đôi các bác nhé. Cái này về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em. Về sau đó thì dán quạt qua hai góc cho em nhé. Đó, thì con này nó rất là tiện dụng luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là kệ góc này. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một cái kệ góc như này thôi. Đó, về nhà các bác có thể bắt vào cái góc nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet hoặc các khu vực nào trên bàn bếp được để các bác để muối mắm mì chính các thứ đều ok hết nhá. Đây là cái miếng dán này, về nhà các bác cắt ra làm đôi cho nó cho vào cho em nhá. Đấy, cắt ra làm đôi. Đó, người ta sản xuất thì ta sản xuất liền như này cho nó tiện. Còn khi mình sử dụng thì mình cắt ra làm đôi này cho em. Lên mã giúp cho em là kệ góc nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là kệ góc này. Đó, các bác lên cho em là kệ góc nhá. Đó, kệ góc giá của nó sẽ là 60k cho một con kệ góc như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy mài dao nhá. Máy mài dao, hàng thì cực kỳ cao cấp và tiện dụng cho bác luôn. Con này thì nó sẽ có sẵn cho các bác là một cái đầu ấy đâu, một cái đầu cắm sạc đâu. Về nhà các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là mình mài thôi, nó rất là tiện nhá. Và giá thì rất hợp lý, chỉ có 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi nhá. 80k. Đấy, ở đây thì nó sẽ có một viên đá tròn này, nó sẽ xoay và có cả một cái viên đá mài như này nữa để các bác có thể mài thêm ở đây cũng được. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là kệ góc nhá. Giá thì lên mã cho em là máy mài dao, giá sẽ là 80.000 nhá. Máy mài dao này. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con máy mài dao như này. Đó. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái kệ như này các bác này. Đấy, về nhà các bác chỉ cần dán vào cho em là xong. Dán vào sau đó thì các bác đặt đồ lên được rất là nhiều đồ luôn. Đấy, đây là cái kệ góc nhá. Nó rất là tiện. Đó, đấy về nhà các bác bóc qua dán vào cho em. Đó. Cái miếng dán thì bây giờ nó chỉ cho có một miếng thôi, cho nên là về nhà các bác cắt ra làm đôi cho em nhé. Đó. Rất là tiện luôn. Đấy, bóc ra cho nó dán vào. Nó hít rất là tốt luôn, thì các bác có thể để các cái đồ đoàn lên, mình không phải khoan đục gì cả. Rất là tiện, lên cho em là kệ góc. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ kệ góc như này. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy nhá. Đấy, con này thì chuyên trị đau xương khớp, đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau thắt lưng đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đó, các bác lên cho em là xương khớp nhá. Đấy, xương khớp bọ cạp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là xương khớp bọ cạp này bao nhiêu đấy? 40.000 nhá. Các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp này. Đấy, được làm từ chiết xuất từ bọ cạp này, rồi cao hổ hổ này, rồi là các cái loại động vật đây các bác này. Đấy. Thì lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Con này thì hàng nội địa của Nhật, bôi thì độ nóng của nó rất là tốt luôn. Làm đánh tan các cái khu vực mà bị bầm tím này, đau nhức này, xương khớp. Đấy, lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Dùng thì rất là tốt luôn. Đó, giá thì sẽ là 40k cho một lọ xương khớp bọ cạp như này. Đây, còn bọ cạp này các bạn này. Đấy, chiết xuất từ bọ cạp này rồi cao hổ này. Một lọ này của nó là 18g nhá. Đó. Lên cho em là xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là
xương khớp bọ cạp, giá của nó sẽ là 40.000. đó, các bác lên cho em là xương khớp bọ cạp này, đó, xương khớp bọ cạp, xương khớp bọ cạp nhá, bọ cạp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đèn cúc áo nhá, các bác lên cho em là đèn cúc áo này, đấy nó sẽ là một con đèn như này, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó, con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho một con đèn cúc áo như này. Ở đây thì nó sẽ là một con đèn như này, một con đèn như này, và có là kèm thêm cho bác là một cái cáp sạc có nam châm hít nhá, có nam châm hít, có móc khóa như này. Đấy, đèn nó nhỏ như cúc áo cho nên em gọi là đèn cúc áo này, rất là sáng luôn coi nhá. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này, sáng vừa này, và nhấp nháy cảnh báo này. Đó, rất là tiện nhá. Đấy, và có nam châm hít luôn, rất là tiện. Con này thì các bác có thể đeo móc khóa này, hoặc là các bác đeo vào các vị trí đều ok hết nhá. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này, rất là đơn giản thôi. Sáng mạnh này, đó, rất là sáng nhá, sáng chói chang luôn, sáng trắng luôn các bạn. Đó, sáng vừa, nhấp nháy này, có nhá. Đó, lên mã giúp cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo. Con này thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn cúc áo như này, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k cho một con đèn cúc áo như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo nhá. Đó, đèn cúc áo, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái mã đèn cúc áo như này. Con này thì rất tiện dụng cho anh em các bác sử dụng luôn. Đó, lên mã cho em là đèn cúc áo nhá. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ móng trắng nhá, bộ móng trắng. Đấy, các lên cho em là bộ móng trắng. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là hai cái bấm móng này, hai bấm móng này, rồi một kéo và một rũa này. Đấy, bộ này thì giá của nó sẽ là 70.000. Combo cho các bác bao gồm là 4 món như này, đều là bằng inox 304 hết nhá. Dùng để bấm móng, bấm miếc các thứ rất là ok luôn. Đó, đây, bấm móng tay, móng chân các bác này. Đấy, bấm móng tay, móng chân, rồi các bác dùng để có kéo cắt, các bác dùng để vệ sinh móng tay, móng chân, rất là ok. Đó, lên cho em là bộ bấm móng trắng nhá. Đấy, bao gồm cho các bác là một kéo này, một cái rũa này. Đấy, con rũa này cũng rất là ngon luôn. Tất cả đều bằng inox 304 hết nhá, inox 304. Đó, móng tay, móng chân cắt xong thì các bác rũa đi như này cho em. Đấy, lên cho em là bộ móng trắng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Bao gồm cho bác là một cái cắt móng bằng và một cái cắt, một cái chéo như này để các bác đưa vào các khóe tay, khóe chân mình cắt này. Đó. Và một cái kéo để các bác cắt da chết rồi tỉa lông mũi các kiểu là điều luôn. Đó. Lên cho em là bộ móng trắng, giá sẽ là, bộ móng trắng giá sẽ là 70.000. Đó, bộ móng trắng này. Bộ móng trắng nhá. Vỏ nó màu trắng như này mà lên cho em là bộ móng trắng luôn. Giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một cái bộ móng trắng như này. Đó. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Một cái món ăn rất là ưa thích các bác đó là bên shop về cho bác cái mã táo khô các nhé. Táo khô, một bịch này của nó thì nó vào khoảng từ 800g đến 1kg nhé. Từ 800 đến 1kg. Đó, hàng thì nó sẽ là hàng loại 1. Táo cực kỳ to nhé. Đấy, táo cực kỳ là to luôn. Đấy, quả của nó rất là to nhé. Quả to đều. Đấy, và con này thì rất là ngon luôn. Bịch này của nó thì từ 800g đến 1 cân nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Các bác lên cho em là táo khô nhá. Đấy, lên cho em là táo khô này. Đó, lên cho em là táo khô, giá của nó sẽ là 100k. Về nhà các bác có thể dùng để mình một là mình pha hãm nước mình uống này, hai là các bác có thể ngâm rượu này, ba là các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp được luôn. Đấy, nhà có khách có khứa các bác cứ đổ ra ăn rất là ngon, lịch sự các bác nhá. Lên cho em là táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một bịch như này nhá. 100.000 cho bịch táo khô như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái ấm pha trà nhé. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít, và giá thì bên shop đang tri ân khách hàng gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con ấm pha trà 1 lít như này, giá bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá. 110.000. Phần đế này của nó thì có lót cao su chống trơn trượt này. Nắp này của nó thì nó sẽ là bên trong của nó sẽ có hệ thống một cái lưới lọc như này, inox 316 nhá, là sẽ có một cái lưới lọc như này thì rất là tiện để khi các bác sử dụng ấy thì các bác cho trà, cho cà phê và cho các cái loại mình cần pha chế vào đây. Sau đó thì các bác đậy cái này lại này, sau đó thì mình đổ trà, đổ nước vào cho em là xong. Và khi mình rót thì lưu ý cho các bác là mình nhấn cái này thì nó mới ra nước nhá. Đấy, cái phễu này của nó rót cực kỳ là ngon luôn. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Ưu điểm của nó là có cái lưới lọc này thì dùng rất là tiện. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tem mác các thứ đàng hoàng. Inox 316 các bác này, su 316 nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là ấm pha trà. Con này thì dung tích của nó là 1 lít và giá thì sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một con ấm pha trà như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Giá của nó sẽ là 110.000.
Đó. Ấm pha trà này. Ấm pha trà giá của nó sẽ là 110k nhé. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái cam mô hình nhé. Qua bên theo là cam mô hình này. Cam mô hình con này thực ra thì nó chỉ là một cái đèn giả cam thôi. Giá của nó sẽ là 100k nhé. 100k cho một con cam mô hình như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái đèn. Đấy, nó sẽ là một cái đèn hình cái cam và nó là dạng năng lượng mặt trời. Cho nên nó rất là tiện các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, rất là sáng luôn nhá. Có điều khiển rồi, có đai, có điếc đàng hoàng, có điều khiển, nên về nhà các bác rút cái cản pin ra cho em này. Có điều khiển này, đấy bật lên này, tắt đi này, bật lên này. Đó, chế độ sáng 1 này, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, bật lên này. Đó, tắt đi này, bật lên này, rất là sáng luôn. Và nó có tấm pin năng lượng mặt trời như này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì là nó tự nạp pin cho các bác luôn. Mình không cần phải dây dợ lằng ngoằng. Về nhà có cái đai đây rồi, về nhà các bác chỉ siết cái đai này vào cho em này, siết cái đai này vào cho đó thì mình bắt lên tường. Thế là mình dọn như này. Thì nó giả như là kiểu cái cam mô hình ấy. Đây. Đấy, rất là sáng luôn các bác nhá. Đây, tắt đi này. Tắt đi này, bật lên này các bác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng cam mô hình rất là tiện cho các bác luôn để các bác sử dụng này. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đai như này. Một cái đai này về nhà các bác bắt lên tường đúng như này cho em này. Đó. Lên mã cho em là cam mô hình nhá, siêu sáng luôn. Giá sẽ là 100.000 cho một con cam mô hình như này, 100.000 thôi nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái đũa, các bác lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 đôi này. Đấy, một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 đôi. Đó. Một hộp sẽ bao gồm là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Một hộp của nó sẽ bao gồm là 5 đôi đũa như này, rất là đẹp con này. Đấy, 5 đôi đũa cực đẹp luôn. Hàng bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác đang ăn bát đũa đều là bằng sứ hết nhá. Bát đĩa đều bằng sứ hết thì nó rất là sạch sẽ. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá, đũa sứ. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 cho một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đó, con này thì chiều dài của nó khá là khân sinh luôn. Đó, và hàng bằng sứ thì các bác biết rồi, các bác đang dùng bát và đĩa bằng sứ là các bác biết rồi, dòng bằng sứ này thì nó siêu sạch luôn. Và gắp thì nó rất là bám dính các bác nhá. Bám dính rất là tốt luôn này các bác này. Đấy, em gắp cả những cái bút này cũng rất là ok luôn nhá. Đấy, độ bám dính của nó rất là tốt luôn cho nên các bác dùng nó rất là ngon. Và giá sẽ là 70.000 cho một vỉ bao gồm 5 đôi như này. Hàng này của nó là bằng sứ thì khi các bác dùng thì nâng niu một chút cho em nhé. Đấy, rửa giấy thì mình dùng mình nâng niu một chút tại vì bằng sứ này thì nó sẽ rất là hay bị gãy. Đấy, nó giòn nhưng mà nó rất là sạch sẽ, ưu điểm của nó là sạch sẽ nhá. Lên cho em là đũa sứ nhá. Đó, các bác lên cho em là đũa sứ này. Đũa sứ giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70k trên một vỉ 5 đôi nhá. 70k trên vỉ 5 đôi. Đó, 70.000 trên một vỉ 5 đôi đũa như này. Lên cho em là đũa sứ 70.000 trên vỉ 5 đôi. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái sáp thơm các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là sáp thơm. Một hộp này của nó thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 20.000 thôi. 20.000 cho một hộp sáp thơm như này, rất là tiện cho các bác sử dụng này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái mùi hương, đây em sẽ có hai màu, màu vàng, màu xanh và màu tím. Thì nói chung là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Bác nào mua từ 3 lọ trở lên thì bên em sẽ chọn 3 màu cho các bác, hoặc là hai màu tùy theo lượng hàng nó còn bao nhiêu. Hoa oải hương này, còn cái này nó là hoa gì em không biết. Đấy, và đây nữa này. Đấy thì nó rất là nhiều mùi hương khác nhau, mỗi màu là một mùi hương khác nhau. Về nhà thì các bác chỉ cần là bóc ra, sau đó thì các bác lột cái lớp vỏ này ra cho em. Cái này thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết. Lên mã giúp cho em đó là sáp thơm nhá. Đó. Sáp thơm. Giá thì sẽ gửi cho các bác là 20.000 cho một hộp như này nhá. 20.000 cho một lọ sáp thơm này thôi, rất là tiện dụng nhá. Và mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu, các bác có thể để phòng ngủ, phòng ăn, phòng khách đều ok hết. Lên cho em là sáp thơm. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái cây lấy dấu các bác nhá. Cây lấy dấu. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn này, made in Japan các bác này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, thân của nó bằng đồng hết như này và lấy dấu cực kỳ là ngon luôn. Đây em sẽ lấy thử cho các bác xem nhé. Đây, các bác có thể lấy trên mọi bề mặt, trên mọi chất liệu được luôn. Đây, đây là cái mà cái này bằng nhựa này. Đấy, các bác chỉ cần dập nó thôi là nó sẽ ra dấu đây các bác này. Đấy, đây em dập nó sẽ ra dấu đây các bác này. Đấy, dấu nó ra rất là rõ luôn nhá. Đấy, đây các bác này. Đấy. Các bác có thể lấy trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt nhé. Đấy, trên nhựa, trên sắt thép đều ok hết nhé. Đây em lấy trên sắt cho bác xem này. Đây là một cái con búa như này nhé. Đây em sẽ lấy cho bác xem này. Đó. Trên sắt đều ok hết này. Đấy. Trên sắt cũng ok hết nhé. Trên nhựa, trên sắt đều ok hết đây. Đấy. Lên cho em là cây lấy dấu nhé. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40.000 cho một cây lấy dấu như này. 40k cho một cây lấy dấu như này nhé. Siêu tiện dụng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là cây lấy dấu. Giá của nó sẽ là 40k.
hàng made in Japan các bạn này. Đó, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Cây lấy dấu nhá, giá sẽ là 40.000. Đó, lên mã giúp cho em đó là cây lấy dấu này. Đó. Lên mã giúp cho em là cây lấy dấu nhá. Cây lấy dấu này. Cây lấy dấu giá của nó sẽ là 40k nhá. 40.000 cho một cây lấy dấu như này nhá. 40.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái con các bác lên mã giúp cho em đó là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, nó sẽ là một con máy như này. Và bên trong của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá. Một cáp sạc như này. Một cáp sạc này. Đấy, máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó. Con này thì nó yếu pin nhá, về nhà các bác sạc pin cho em. Đó, dòng này nó yếu pin thì về nhà các bác sạc pin cho em. Đấy, dùng lâu thì nó sẽ hết pin các bác nhá. Đó, về nhà các bác sạc pin cho em. Và đây thì nó sẽ là một con máy này. Đấy, có cho các bác là cái bộ ba lưỡi thép như này, ba lưỡi thép sắc bén luôn. Đó, và các bác cho tiêu, cho tỏi, cho ớt, cho các gia vị vào đây là các bác xay thôi, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Đấy. Máy xay tỏi ớt giá sẽ là 80.000 cho một cái máy xay tỏi ớt nha. Đó, 80.000. Lên cho em là máy xay tỏi ớt nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đấy. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc cũng phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha. Cực xay tỏi, xay ớt, xay hành đều ok hết nha. Thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Đấy, xay cà rốt cũng ok nha. Có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu. Đấy, lên cho em là máy xay tỏi ớt, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Máy xay tỏi ớt này. Máy xay tỏi ớt, giá của nó sẽ là 80k trên một chiếc nhá. 80k trên một chiếc máy xay tỏi ớt, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này, một lưỡi cưa và một cái dây rút này thì dài khoảng 2 đến 3 mét nhá. Đây, đầu lưỡi kéo này, hàng của Nhật nhá, Japan các bác này. Và đây là cái phần cưa này, về nhà các bác lắp đặt vào cho em. Sau đó thì mình dùng để mình cắt cành trên cao rất là tiện luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, thép SK5 Japan các bác nhá. Đó, về nhà các bác lắp cán vào đây cho em này. Lắp cái cán vào đây, cán bằng thép hoặc là cán bằng tre, bằng nứa tùy các bác. Đó, sau đó thì các bác dùng để mình cắt cành trên cao. Đấy, rất là tiện và có đầu có ốc cho các bác lắp lưỡi cưa đấy nhá, đàng hoàng. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, khi các bác lắp đặt vào thì nó sẽ như này các bác này. Đấy, sau đó thì các bác cho cán vào cho em. Cho cán vào, sau đó thì mình bắt ốc vào. Đấy, cắt cành này. Cắt cành rất là ngon luôn nhá. Đấy, cành to, cành nhỏ cắt rất là mượt luôn. Thì các bác có thể cắt hoặc cưa tùy ý này. Đấy. Cắt cũng được mà cưa cũng được, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rất đơn giản vậy thôi. Đó. Về nhà các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó thì bắt vít vào. Đấy, ok. Đấy, thì các bác có thể độ dài tùy chỉnh. Các bác muốn dài bao nhiêu thì mình sử dụng thôi. Những cái cành trên cao bây giờ các bác cắt cưa tùy theo nhu cầu mục đích các bác nhá. Giá thì các bác lên cho em là kéo cành trên cao, giá sẽ là 130.000. Đó. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao giá của nó sẽ là 130k. 130.000 cho một cái mã kéo cành trên cao các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con súng thư giãn các bác nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn, nó hình khẩu súng như này, cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, một cái bộ sản phẩm như này mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi các bác nhá. 160.000. Đây, về nhà các bác lắp những cái đầu vào cho em, nó sẽ có 4 đầu massage này. Và khi lưu ý các bác khi sử dụng thì các bác giữ lì cho em thì nó sẽ lên nhá. Giữ lì lên và giữ lì tắt này các bác này. Đấy, độ rung của nó khá là mạnh luôn. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Các bác lắp cái lẫy này vào thì đẩy hết lẫy vào cho em này, giữ lì này. Đó, giữ lì nó sẽ lên con này. Máy rung. Máy nó rung rất là mạnh nhá. Các bác có thể dùng massage để đấm vào các cái bó cơ này. Đó. Và đây mới là cấp độ 1 thôi nhá, em điều chỉnh tăng cấp độ này. Đấy, thì nó sẽ rất là khủng khiếp luôn. Rung rất là mạnh luôn nhá. Nó sẽ có 6 cấp độ rung nhá. Để các bác massage các vùng cổ, vai, gáy, dây thắt lưng nhá. Các bác nào tập luyện thể dục thể thao này. Đấy, bắp chân rồi đây. Đấy, bắp đùi này rồi các cái phần cơ bị nhức mỏi các bác dùng các bác massage cho em. Đấy. Đấm bóp cho em rất là tốt luôn. Đấy, các cái bó cơ nhá.
Đấy. Khi các bác thể dục thể thao xong thì mình massage cho các cái bó cơ nó giãn ra. Đấy, rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là súng thư giãn nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 160.000 cho một con súng thư giãn như này. Nó hình khẩu súng như này. Nên bên em lên nó là súng thư giãn nhá. Đó. Nó sẽ là một hình cái khẩu súng rất là đẹp như này. Đó, hình khẩu súng như này rất là đẹp. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho ông bà bố mẹ nhà mình hoặc là người thân, rất là tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em là súng thư giãn nhá. Nó là hình khẩu súng như này. Đây, hình khẩu súng như này. Lên cho em là súng thư giãn này. Súng thư giãn. Súng thư giãn giá sẽ là 160k thôi. 160.000 cho một em súng thư giãn như này, rất tuyệt vời ông mặt trời, để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá bên shop đang gửi tới anh em các bác cái giá rất hợp lý luôn. Rồi, ok.